Lúc này, thiếu phụ trong lòng người cao gầy dần tỉnh lại, nàng ấy mở mắt ra nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, bỗng nở nụ cười ấm áp. Chúng ta đang gặp nhau ở địa phủ sao, quả nhiên là có luân hồi, đúng không? Thật tốt, chúng ta còn đang ở cùng nhau, kiếp sau, chúng ta còn được làm vợ chồng. Nước mắt của người cao gầy lập tức khống chế không được mà chảy xuống, nhìn nàng, dịu dàng nói. Chúng ta đều còn sống, đều còn sống. Hi hi hi, chàng không cần phải ăn ủi thiếp, thiếp không sợ. Thiếu phụ cười tùm tìm nhìn chồng của mình, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt của người cao gầy. Thật vậy sao? Kiếp sau chết tiệt này ở đây cũng không khác gì nhỉ? Thiếp còn tưởng đã thành quỷ nên ở trong trạng thái linh hồn nữa chứ. Ừm, ngẫm lại cũng đúng, bình thường chúng ta nguyên thần rất hiếu, nhưng chưa nhìn thấy ở địa phủ sẽ thế nào. Địa phủ này. Bên kia, Nguyệt Quynh Thành thật sự không nhịn được nữa, cười khúc khích vui vẻ, nói. Tỷ tỷ à, tỷ hồ đồ rồi đấy à vẫn còn nhân cơ hội trêu đùa tỷ phú nữa sao? Nhiều năm như vậy, giữa bọn họ sớm đã vô cùng hiểu nhau, có thể tùy tiện nói đùa với nhau. Ia Thiếu phụ hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó sắc mặt ửng đỏ, nhảy khỏi ngực cùng người cao gầy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mọi người, nháy mắt cũng hiểu đã có chuyện gì, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn chồng của mình. Đồ quỷ, thế nào mà chàng không nói sớm hả? Người cao gầy vẻ mặt ủy khuất. Ta nói rồi mà, chàng chưa nói chàng không nói dứt khoát thiếu phụ lập tức làm nũng thật sự nàng hơi xấu hổ mới rồi đột nhiên tỉnh lại trong lòng nàng hoàn toàn mờ mịt thật sự cho là mình đã chết rồi tiếp đó thiếu phụ nhìn thấy lão già ngậm tàu thuốc nhìn thấy nguyệt khuynh thành nhìn thấy kỳ tiêu vũ và sở thanh mặc còn có thanh long cùng với con mèo trắng nhỏ đang bị bóng vuốt của thanh long ném tới ném lui không đúng là một con hổ lại có con hổ đáng yêu thế sao thiếu phụ vẻ mặt giật mình Thật bé nhỏ, bé cái em gái nhà ngươi, miệng con hổ trắng nói tiếng người, trong chẻo êm tai lại vô cùng phẫn nộ. Ai ôi, lại còn có thể nói nữa, chơi thật thích, tiểu long long, cho ta mượn chơi một lát. Thiếu phụ tính tình hâm hâm tùy tiện, chưa bao giờ ra bài theo lý thường, thanh long bảo vệ con hổ trắng trong móng vuốt. Không được, đây là đồ chơi của ta, là đại lão già nhà các người tặng cho ta, con hổ màu trắng rít gào trong móng vuốt của thanh long vô cùng phẫn nộ nhưng không còn cách nào khác. Thiếu phụ cười hì hì. Chúng ta chỉ có một đại thiếu gia, không có đại. Khi nói chuyện, thiếu phụ đột nhiên sửng sốt, bởi vì nàng đến bây giờ mới phát hiện tổn thương đạo vô cùng nghiêm trọng trong cơ thể của mình không ngờ đã hoàn toàn khỏi rồi. Nàng là một người thô lỗ nhưng nàng không phải người ngu. Nàng quay đầu, nhìn lão già ngậm tàu thuốc và chồng của mình, cũng đột nhiên phát hiện tất cả họ đều đã khôi phục, vẻ mà thiếu phụ không dám tin nhìn hai người. Đây, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao lại, có chuyện gì vậy? Đích thực là đại lão gia đã đến đây, chữa cho chúng ta. Lão già ngậm điếu thuốc nhìn thoáng qua thiếu phụ. Được rồi nha đầu, có chuyện gì chốc nữa rồi nói sao, chúng ta trở về đã. Thiếu phụ vô cùng tôn kính lão già ngậm tẩu thuốc, nghe vậy thì dịu ngoan gật đầu nhưng đôi mắt vẫn chuyển liên tục, tỏ ra dáng vẻ rất kỳ quái. Nhưng bỗng nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua giải ngân hạ yên tĩnh, hạ giọng nói chúng ta còn có thể về nhà, thật tốt, bọn họ. Còn chưa nói xong, hốc mắt của thiếu phụ đã đỏ lên, người cao gầy nhẹ ôm lấy nàng. Được rồi, đừng nói nữa. Nói vợ không nói nữa nhưng khóe mắt của gã lại đã ướt rồi. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc lão già ngậm tổ thuốc nói. Người đã qua đời thì qua rồi, còn sống thì sống cho tốt. Đi, về nhà. Sở thanh mặc yên lặng gật đầu, gọi chiến thuyền ra, mọi người đi lên chiến thuyền. Chiến thuyền phát ra tia sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã biến mất trong vũ trụ cô tịch. Hai tháng sau, trên tổ địa của sở thị nhất mạch, sở thanh mặc dẫn theo kỳ tiêu vũ nghiêm túc tế bái mấy nấm mộ, đó đều là mộ trôn quần áo và di vật con cháu của sở thị nhất mạch bị chết trận. Thanh niên tinh tráng, trung niên hiền lành, còn có rất nhiều người vĩnh viễn ở lại sâu trong vũ trụ cô tịch kia, tên của họ thậm chí tràn đầy hơi thở của quê cha đất tổ. Người không biết nhất định sẽ nghĩ đó là những người bình thường không chút tiếng tăm gì. Trên thực tế, mấy người họ cũng thật sự không có tiếng tăm gì, nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là anh hùng, là anh hùng của sở thị nhất mạch, là anh hùng của giới tu hành, là anh hùng của cả viêm hoàng đại vực. Lúc tế bái, nhị lão gia sở thiên hùng cũng xuất hiện, khuôn mặt ông ấy bi thương nện từng bước nặng nề, đi cùng với sở thanh, nghiêm túc tế bái với mấy phần mộ đó. Ông ấy đã nghe nói chuyện của đại ca, cũng biết bên la thiên tiên vực đã biết chuyện sở thanh mặc còn sống. Nhưng giống như sở thiên cơ nói vậy, biết thì biết nhưng bọn họ vẫn phải kiêng rè, không thể quá mức rêu rào, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích. Điều này tuy rằng khiến lòng người rất áp lực, vô cùng không thoải ải mái nhưng chẳng còn cách nào khác, nhân sinh không thể hoàn toàn như ý mình, cuối cùng cũng phải đi đối mặt, không thể trốn tránh được. Cho nên, Sở Thiên Hùng thấy Sở Thanh Mặc và Kỳ Tiêu Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, không tỏ cảm xúc gì nhưng vẫn không nhịn được nói một câu. Cháu giỏi lắm, nhà đầu cũng rất được, các cháu đều rất giỏi. Sở Thanh Mặc nghiêm túc cúi đầu với nhị thúc. Sở Thanh không quan tâm nhiều như vậy, nàng tò mò đánh giá kỳ tiêu vũ nàng cũng nghe nói tất cả mọi chuyện phát sinh bên huyết ma tinh hà vui vẻ cho đệ đệ của mình có thể có được thê tử không quản sống chết chỉ cần làm bạn bên cạnh mình đồng thời nàng cũng cảm thấy có chút tức nuối cho khuê mật thủy y y của mình có một số việc đã định trước rồi trong lòng cũng cảm thán thứ tự xuất trận của mỗi người cũng là một chuyện rất quan trọng đây là nhị thúc đây là tỷ tỷ sở thanh mặc giới thiệu cho kỳ tiêu vũ kỳ tiêu vũ cũng nghiêm túc thi lễ sở thiên hùng gật gật đầu sợ tâm tình của mình quá mức kích động khoát tay với mọi người hơi cô đơn rời đi sở thanh nhìn bóng lưng của cha mình trong lòng vô cùng khổ sở nàng nhìn mấy ngôi mộ kia sâu kín nói thật hy vọng đây là một giấc mộng bây giờ ta có thể cảm giác nhắm mắt lại bọn họ dường như ở trước mặt ta vậy lão già ngậm tổ thuốc ở một bên hạ giọng nói thanh tiểu thư không nên quá bi thương đây là trách nhiệm của sở thị nhất mạch ta năm đó vô số tổ tiên chết trận huyết nhuộm xa trường cũng đều không oán không hối hôm nay bọn họ bao gồm cả chúng ta cũng giống vậy sở thanh gật gật đầu sau đó nhìn đám người sở thanh mặc đi thôi dẫn đệ đi tới viện của đệ sở thanh mặc gật gật đầu dẫn theo kỳ tiêu vũ vào nguyệt khuynh thành thanh long cầm lấy con hổ màu trắng cũng mặt dày mày dạn cùng đi theo sở thanh mặc không đuổi nó đi tự nó dường như cũng không có ý muốn đi cứ như vậy một đường cùng đi sở thanh dẫn theo sở thanh mặc đi vào một viện cổ xưa nơi này vô cùng u tĩnh hơn nữa còn rất đẹp kiến trúc giường cột chạm trổ thấp thoáng có mảnh lâm viên tinh mỹ ở giữa đây là chỗ ở năm đó của đại bá đã nhiều năm như vậy cũng không hề hoang phế đệ và đệ muội tạm thời ở đây cũng ổn sở thanh nói sở thanh mặc hỏi mẹ ta năm đó từng ở nơi này sao sở thanh nao nao lập tức nhẹ nhàng áp đầu bá mẫu không ở nơi này nói xong nàng nhìn thoáng qua sắc mặt hơi bi thương của sở thanh mặc chuyển đề tài nhẹ giọng hỏi đệ có biết chuyện phát sinh mấy năm nay ở thiên giới không? Sở thanh mặc gật gật đầu. Đại khái có biết một chút, khá là ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới phiêu diêu cung ở thiên giới cũng có thể có thành thế lớn như thế. Sở thanh khẽ mỉm cười. Huynh là không biết thanh danh và địa vị của Huynh ở thiên giới bây giờ, đấy là dưới tình huống Huynh sinh tử chờ rõ. Nếu lúc này Huynh vung tay hô lên thì toàn bộ phiêu diêu cung chỉ e sẽ lập tức trở thành môn phái trói mắt nhất, huy hoàng nhất của thiên giới. Sở thanh mặc lắc đầu, nói ta không muốn như vậy. Ừ, chúng ta cũng không cần. Sở thanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được tâm tình của sở thanh mặc. Sở thanh lại hàn huyên với kỳ tiêu vũ một lúc mới cáo từ rời đi, bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc cho tốt. Sau một trận đại chiến, đánh gần 6 năm, vừa mới trở về trước tiền an táng những anh hùng chết trận, trong tâm trạng chắc chắn đều tràn đầy sự mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Nguyệt Quynh Thành và Thanh Long thì được sắp xếp vào viện phía trước, sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ ở hậu viện, có người hầu vừa thu xếp xong tất cả đều rất mới bố trí cũng rất ấm áp không khác gì tân phòng nhưng sở thanh mặc cùng kỳ tiêu vũ lại không có tâm tư mà nghỉ ngơi bởi vì trên dọc đường về sở thanh mặc đã nhận được tin tức trong đó làm hắn phiền muộn là tin tức đến từ lưu vân lưu vân thông báo toàn bộ những chuyện nàng ấy biết cho sở thanh mặc trừ thân phận thật sự của một nhà lưu gia các nàng vì đó xem như là cơ mật lớn nhất của lưu gia hay thậm chí toàn bộ linh đương đường rồi lưu vân cũng không dễ dàng gì khi tiết lộ chuyện đó cho sở thanh mặc nhưng sở thanh mặc lại từ đó mà suy đoán ra rất nhiều thứ bây giờ tay ách trên người kỳ tiêu vũ đã được giải trừ lại nói chuyện này cũng coi như qua rồi nhưng sở thanh mặc vẫn vô cùng cảm ơn lưu vân đồng thời cảm giác với lưu vân cũng vô cùng phức tạp ngoại trừ chuyện không nói đó những tin tức mà lưu vân truyền cho hắn hoàn toàn ngoài dự đoán của sở thanh mặc dù sao cho dù ai thấy được tin tức này đều sẽ nghĩ tới người có tư cách biết nơi thật sự có hắc ám thánh khí mà nói không có liên quan gì với ma tộc đó là chuyện không thể sở thiên công mặc dù không nói quá nhiều về lai lịch của hai hắc ám thánh khí nhưng rất hiển nhiên nó nhất định là xuất thân từ ma tộc trên bản tin thậm chí lưu vân còn thẳng thắn nói ra thân phân của phùng xuân đế chủ huyết nô của huyết ma lão tổ hơn nữa là một huyết nô cao cấp có tính tự chủ tương đối lớn đừng thấy cảnh giới của phùng xuân không phải cao nhất nhưng lại là một người huyết ma lão tổ quan trọng nhất điều đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước sở thanh mặc nghe được tên thì kinh ngạc như thế cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn chậm chạp không đi tìm người kia bởi vì người kia là phùng xuân đế chủ là đại ân nhân của hắn có thể nói phùng xuân đế chủ năm sở thanh mặc mới quật khởi có vai trò rất quan trọng hơn nữa ông ấy vẫn che chở sở thanh mặc cho tới nay cũng làm trong lòng sở thanh mặc rất cảm kích sau này tuy rằng cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít nhưng trong lòng của sở thanh mặc chưa bao giờ quên cảm kích với phùng xuân đế chủ cho nên lúc đó bất kể thế nào hắn cũng khó có thể chấp nhận được sự thật phùng xuân đế chủ là huyết nô của ma tộc lúc hư độ trong nguyễn thần giới để độ ma Sở Thanh Mặc đã từng vô cùng hy vọng có thể thấy thân ảnh của Phùng Xuân Đế chủ, nhưng kết quả hắn không thấy được. Lúc này, Sở Thanh Mặc đã hiểu Phùng Xuân Đế chủ nhập ma đã sâu, ít có khả năng độ hóa. Cảm tình Sở Thanh Mặc đối với ông ấy rất phức tạp. Hơn nữa những năm gần đây Phùng Xuân Đế chủ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hắn, cho nên đối mặt với huyết nô ma tộc khác, Sở Thanh Mặc có thể không chút do dự vung thí thiên lên chạm yêu trừ ma, nhưng duy chỉ có Phùng Xuân Đế chủ, hắn không làm được thậm chí có lần hắn từng muốn quên đi người này, trong lòng nghĩ, thế gian này còn rất nhiều ma tộc, cũng không phải chỉ có một người. Đúng vậy, đối mặt với Phùng Xuân Đế Chủ, sở thanh mặc thậm chí có cảm giác muốn trốn tránh. Chỉ có điều lúc này, Lưu Vân lại lần nữa đề cập, điều này làm cho sở thanh mặc khó có thể trốn tránh. Còn có chuyện của Lưu Vân, hắn cũng hẳn nên có một kết thúc, dù sao, bây giờ hắn không phải chỉ có một mình. Kỳ tiêu vũ ngồi ở bên cạnh sở thanh mặc, yên lặng nhìn bộ dạng hắn như mày, nhìn thật lâu mới đột nhiên khẽ cười một tiếng nói có chút chuyện đó làm ca ca khó xử sao nếu ta không đoán sai lưu vân nàng cũng là ma tộc cái gì làm sao có thể sở thanh mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn kỳ tiêu vũ hắn thật sự bị kinh sợ hắn có thể nghĩ tới nếu lưu vân biết nhiều bí mật như vậy hẳn là có quan hệ rất sâu với ma tộc nhưng lại không dám nghĩ tới bản thân lưu vân là ma tộc huynh thường nghĩ mà xem nàng ấy biết Phùng xuân đế chủ là hu yết nô của ma tộc điều này cũng không có gì dù sao cha nàng ấy cũng là đại đương gia của linh đơn đường nhưng nàng ấy lại biết lai lịch của tinh linh thánh tử và hai hắc ám thánh khí nói chuẩn xác cho huynh biết chúng nó đến từ vương thất của ma tộc sau đó lại nói đây là hai vật mang đến điểm xấu tuy là nàng không giống với công công trực tiếp chỉ ra căn nguyên của hai thánh khí này nhưng nàng ấy hoàn toàn biết lai lịch sau khi hai thánh khí kiêm nhập ma huynh không biết là điều đó cơ bản không có khả năng sao một thiếu nữ nhân tộc làm sao có thể biết chuyện như này kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc còn nữa huynh chẳng lẽ không cảm giác được nàng ở trên bản tin đưa cho huynh mấy tin tức này hoàn toàn là tuyệt ngôn sao vẻ như sẽ không gặp nhau nữa ấy lúc đó nàng ấy có lẽ cho là ta sẽ không trở về được sở thanh mặc nói chắc chắn không phải như vậy huynh không phải nữ nhân nên không biết tâm tư nữ nhân nàng ấy chắc chắn không phải có ý đó khuôn mặt kỳ tiêu vũ chăm chú nhìn sở thanh mặc nói nàng rõ ràng đang dùng phương thức như vậy để từ biệt lần cuối với huynh ừm là ý sẽ không gặp nữa, điều đó rất không bình thường, nàng là nữ nhân của huynh, nàng cũng vẫn cho là như vậy, sau khi Huy tiến vào thiên giới, đủ loại biểu hiện của nàng cũng nói lên điểm đó, thậm chí trên thiên lộ, nàng ấy cũng như vậy, đúng không? Sở Thanh mặc gật gật đầu. Kỳ Tiêu Vũ nói tiếp. Sau đó khi trở về từ thiên lộ, nàng đã biến mất không thấy nữa, sau đó nàng cũng không hề có động tĩnh gì, hội độ ma pháp, nàng cũng không xuất hiện, điều đó rất không bình thường nhưng càng không bình thường nữa là phiêu diêu cung thành lập ở thiên giới nàng ấy vậy mà cũng không đến tham dự nhưng ta mới vừa thấy trên bản tin ngay đoạn thời gian trước từ yên khuyên mật của nàng ấu lại gia nhập phiêu diêu cung trở thành một trong những thành viên trưởng lão danh dự năm năm sau từ yên gia nhập huynh không thấy lạ sao làm sao nàng biết nhiều như vậy sở thanh mặc nhìn thoáng qua kỳ tiêu vũ kỳ tiêu vũ cười nói nữ nhân ấy mà chắc chắn sẽ quan tâm chuyện này rồi được rồi, cho dù hoài nghi của nàng cũng có đạo lý nhưng vấn đề là không có bất kỳ chứng cứ nào. Sở thanh mặc nói xong, bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua kỳ tiêu vũ. Hay là mặc vũ kiếm hay mặc vũ Trạc đã nói gì với nàng sao? Kỳ tiêu vũ cười ngọt ngào. Ca ca ngốc, cuối cùng huynh cũng nghĩ tới rồi. Vẻ mặt sở thanh mặc không biết nói gì, tâm nói thật sự là mình đã quên mất hai thánh khí biết được tất cả sự thật này. Kỳ tiêu vũ than nhẹ một tiếng, nói, lại nói, cả nhà Lưu Vân bọn họ cũng khá là bi thảm. Nói xong, nàng nói tất cả những chuyện về nhà của Lưu Vân mà Mạc Vũ Trạc nói cho nàng biết cho Sở Thanh Mặc. Sở Thanh Mặc nghe xong thì trợn mắt há mồm, khóe miệng giật giật. Đời trước đại ma vương hộ của ma giới đã yêu con gái của Mạc Đại Ma Vương. Nguyên nhân là con gái của Mạc Đại Ma Vương trộm hai hắc ám thánh khí mà Đại Ma Vương yêu thích nhất, sau đó phải chịu sự đuổi giết của cha mình. Ma tộc cũng có loại bát quái này hả? Ma tính lạnh như băng, chuyện đó rất bình thường lúc ta còn nhập ma thường xuyên không khống chế được mình muốn đi giết người tính tình trở nên vô cùng lãnh đạm kỳ tiêu vũ sâu kín nói sau đó nhìn sở thanh mặc ta cũng không nghĩ đến hai thánh khí này vậy mà lại có thể xuất hiện ở tinh linh tộc lại nói vẫn là do mẹ của lưu vân làm hại nhưng ta không biết có nên hận bà ta hay không nếu như không có hai thánh khí này chị e ta cũng không có ngày hôm nay dù sao vận mệnh sẽ hoàn toàn khác rồi thật không nghĩ tới lưu vân lại là một ma tộc thuần túy nếu thật sự dựa theo danh sách cấp bậc của ma tộc, nàng là một công chúa của ma tộc. Sở thanh mặc thở dài nói. Công chúa hàng thật giá thật. Kỳ tiêu vũ nói. Cho dù cha mẹ cũng có huyết thống vô cùng cao quý, lúc này vẻ mặt sở thanh mặc thổn thức nhìn kỳ tiêu vũ. Vậy nàng nói xem, chuyện này nên làm sao bây giờ? Đối mắt kỳ tiêu vũ sống động như sao sáng, nhìn sở thanh mặc. Chàng thích lưu vân không? Trực tiếp như vậy, sở thanh mặc hơi không biết nên nói gì nhìn vợ của mình do dự nói khó mà nói cảm giác cụ thể nàng có biết nàng được rồi ta biết rồi vậy cưới về chứ sao kỳ tiêu vũ nói sở thanh mặc đầu xám xịt nhìn kỳ tiêu vũ nàng đây là có ý gì chứ chủ ý thật là vớ vẩn thế nào huynh đang để ý thân phận ma tộc của nàng ấy sao kỳ tiêu vũ nhìn thoáng qua sở thanh mặc nói thật cho huynh biết huynh muốn cưới nàng chỉ sợ còn rất khó đấy huyết thống ma tộc thuần khiết giống nàng trưởng bối của nàng ấy cơ bản sẽ không cho phép nàng ấy thông hôn với ngoại tộc nói xong kỳ tiêu vũ cười hì hì nhìn sở thanh mặc nói nhưng mà cũng chẳng sao ai bảo bây giờ chúng ta rất hùng mạnh chứ nếu trưởng bối nhà nàng ấy không đồng ý chúng ta sẽ cướp nàng ấy về dù sao bọn họ có đánh cũng không đánh lại chúng ta sở thanh mặc lại không nói gì nữa trong lòng tự nhủ nào có chuyện như vậy Tuy là thật sự bọn họ không đánh được chúng ta, nhưng trên đời này nào có việc vợ đi giúp chồng mình ra ngoài cướp nữ nhân chứ. Kỳ tiêu vũ vẫn đang tương bừng tính kế. Bây giờ nhìn qua hẳn là nàng ấy bị buộc phải bế quan, hơn nữa nàng ấy còn không biết chúng ta đã biết bí mật của nàng ấy rồi. Dù sao, Huynh sẽ làm nàng ấy trở thành nữ nhân của Huynh, cướp về rồi nói sao chứ sao, thuận tiện qua bên kia, giải quyết cả chuyện của Phùng Xuân đế chủ luôn. Chuyện này cứ như vậy đi, cũng không phải khó khăn lắm. Bây giờ huyết ma lão tổ đã chết rồi, nếu ông ta đồng ý, ta nghĩ vẫn có cách làm ông ta được trở về sở thanh mặc thở dài nói đáng tiếc hư độ đã mất a di đà phật trong phòng lập tức chuyển đến một tiếng phật hiệu bóng dáng kim quang lóe lên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt sở thanh mặc không phải hư độ còn có thể là ai tông chủ người rốt cuộc đã tìm được một tòa pháp trận cuối cùng ừm a di đà phật tội lỗi tội lỗi lúc này hư độ lướt mắt đã nhìn thấy kỳ tiêu vũ xinh đẹp không gì sánh được đang ngồi cạnh sở thanh mặc ngay cả đã thành kim thân phật vẫn có thể cảm giác được mặt cậu ấy đỏ lên liên tục xin lỗi sau đó vẻ mặt vô tội nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh tông chủ đây là đâu vậy sở thanh mặc lại trợn mắt há mồm nhìn hư độ ngươi ngươi là hư độ không phải tiểu tăng còn có thể là ai vẻ mặt hư độ vô tội nhìn sở thanh mặc không phải cậu sở thanh mặc cao mày cảnh giới của hắn hiện giờ đã xưa đâu bằng nay rồi hắn đã bước chân vào cấp độ chuẩn trí tôn hơn nữa lĩnh ngộ đạ o của hắn thậm chí còn vượt qua cả huyết ma lão tổ người có cảnh giới chuẩn trí tôn đệ nhất đối với trạng thái bây giờ của hư độ đương nhiên là thấy rõ ràng giới pháp chướng phật rõ ràng là một thân thể phật nhưng năm đó ở trong nguyễn thần giới sở thanh mặc đã trơ mắt nhìn hư độ biến mất trong hư không vô tận a di đà phật tiểu tăng đích thật là chết rồi tuy nhiên bởi vì tiểu tăng tu luyện một đại thần thông của phật môn tên là niết bàn cho nên sau một năm tiểu tăng đã sống lại sau đó tiểu tăng vẫn đang bế quan tu lưu yện chờ đợi tông chủ triệu tập tông chủ tại sao cho tới ngày hôm nay mới triệu tập tiểu tăng hơn nữa đây là chỗ nào vậy à niệm lực của chỗ này tại sao lại cường đại như thế thật kinh người nơi này xuất hiện chuẩn thánh sao đây là hư độ cũng không biết bao lâu chưa giao tiếp với người khác rồi há miệng là không dừng được nói bùm bùm cả chàng đến cuối cùng thấy cục diện hơi không đúng, cậu ta kinh ngạc nhìn sở thanh mặc. Sở thanh mặc gật gật đầu. Đây là tổ địa của sở thị nhất mạch, trước không nói cái này, nói về cậu đi, cậu không chết, lại còn vì sao ta gọi cậu một tiếng cậu lập tức có thể xuất hiện trước mặt ta, đây là thần thông gì vậy? Nói này tông chủ, đây là một môn thần thông khác của Phật môn, tên là hư không độn pháp, chỉ cần tông chủ triệu tập, chỉ cần ở trên đại vực này, tiểu tăng có thể bất cứ lúc nào xuất hiện trước mặt của tông chủ đáng tiếc tiểu tăng vừa mới nhập môn chỉ có thể dùng như thế ai nha thật lãng phí hư độ nói liên tiếp sau đó trơ mặt nhìn sở thanh mặc tông chủ cho chút thiên tinh thạch đi sở thanh mặc đen mặt không nhịn được mắng cậu thế nào mà lăn lộn thảm thế hả không biết xấu hổ mà nói là huynh đệ của ta năm đó lúc cậu phổ độ chúng sinh vô số người lập miếu cung phụng cậu niệm lực này chẳng nhẽ không đủ cho cậu tu hành à hư độ về mặt đau khổ nói tông chủ không biết rồi niệm lực này thật sự là hùng mạnh hơn nữa những người đó cũng đầy đủ tâm thành mãi cho đến hôm nay cho dù là bây giờ niệm lực vẫn không ngừng nhưng vấn đề là tiểu tăng còn chưa bước vào cấp độ trí tôn niệm lực đó cơ bản là không dùng được vậy bây giờ cậu đang ở cảnh giới nào rồi sở thanh mặc nhìn thoáng qua hư độ thần thông của vật môn rất cổ quái cũng rất lớn mạnh ngay cả hắn nếu không có thương khung thần giám cũng không có cách nào nhìn thấu được cảnh giới bây giờ của hư độ tiểu ta ngu rớt mới vừa bước vào chuẩn trí tôn hư độ về mặt đau khổ sầu bi theo sở thanh mặc tiểu hòa thượng này năm đó cách nâng cao cảnh giới vô cùng quỷ dị cho tới hôm nay vẫn như thế quả thực là một thiên tri kiêu tử mình phải chăm cay nghìn đắng trải qua bao đau khổ mới khó khăn bước vào cấp bậc này cậu ta lại âm thầm trở thành chuẩn trí tôn còn có vẻ mặt không hài lòng thật sự là rất khinh người kỳ tiêu vũ yên lặng ngồi một bên cười dài nhìn hai người này nàng rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười thuần túy vui vẻ như thế trên mặt của sở thanh mặc nàng đương nhiên đã nghe nói tới chuyện của hòa thượng biết phu quân bởi vì cái chết của cậu ta mà luôn tự trách trong lòng bây giờ gặp lại tiểu hòa thượng này trong lòng của kỳ tiêu vũ cũng cảm thấy vui vẻ thay sở thanh mặc đi đi cho cậu thiên tinh thạch đây cậu cút nhanh nhanh chóng tu luyện cái gì mà hư không đội pháp tới cảnh giới cao đi đến lúc đó kêu là phải đến ngay sở thanh mặc ném thẳng ra một chiếc nhẫn chữ vật bên trong cơ phẩm thiên tinh thạch có chừng vài tỷ hư độ dùng thần thức quét một chút lập tức trường to mắt liên thanh niệm tụng a di đà phật người xuất gia không nên động tâm với tài vật tội lỗi thật sự là tội lỗi sở thanh mặc không nhịn được nước mắt trong lòng từng nhủ hàng hiếm này cũng là phật được sao thật sự là gặp quỷ hư độ cơ bản không có ý khách khí với sở thanh mặc vẻ mặt vui vẻ thu nhận khoản tài phú kinh người này sau đó hỏi đúng rồi tông chủ nếu bây giờ ngài đang ở đây vậy một pháp trận cuối cùng đâu sở thanh mặc không giấu giếm nói chuyện đã xảy ra với hư độ một lần hư độ nghe được liên tục niệm tụng phật hiệu đến cuối cùng thở dài nói sở thị nhất mạch quả nhiên là anh hùng nhất mạch thật sự là đáng tiếc tiểu tăng không được tham gia trận đó sở thanh mặc nhìn thoáng qua hư độ cậu vẫn nên thành thật theo ta đi động ma đi ách tông chủ vừa rồi không phải còn bảo tiểu tăng cút đi sao hư độ yếu ớt nhìn sở thanh mặc sở thanh mặc rũ mí mắt vừa rồi không lập tức cút đi bây giờ thì thành thật theo ta đi thôi. tiếp đó, sở thanh mặc dẫn kỳ tiêu vũ, hư độ, nguyệt quynh thành, còn có thanh long cùng với món đồ chơi là con hổ màu trắng của thanh long cùng rời khỏi tổ địa của sở thị nhất mạch, yên lặng đi về phía linh đơn đường, phải đi giải quyết một chuyện cũ đã kéo dài năm, sáu năm này đã. bởi vì lần này bọn sở thanh mặc trở về vẫn giữ bí mật với bên ngoài, cho nên toàn bộ thiên giới hiện giờ cũng chỉ có người của sở thị nhất mạch mới biết được sở thanh mặc đã trở về, còn lại cho dù là phiêu diêu cung cũng không biết tin tức này một hàng người tốc độ rất nhanh xuyên qua vô tận đất đai của thiên giới bay về phía linh đơn đường trên đường sở thanh mặc có chức cảm thán đây là đại lục sau khi bị đánh nát nếu như là viêm hoàng đại vực đầy đủ năm đó thì đại lục này sẽ hùng tráng đến mức nào đúng vậy năm đó viêm hoàng đại vực bị đánh nát không chỉ phân ra thành bốn đại lục thôi mà còn có rất nhiều đại lục nhỏ khác không biết đã trôi đi nơi nào rồi cho nên trong nguyễn thần giới mới có đạo của sinh linh ngoại vực thật ra sinh linh này cũng đều là hậu thế của viêm hoàng đại vực nguyệt khuynh thành ở một bên nói một thế giới bị tàn phá có gì đồ sộ chứ thực là một đám quê mùa không có kiến thức trong móng vuốt của thanh long truyền tới thanh âm tức giận bất bình của con hổ trắng con hổ trắng này bị mang thẳng tới đây lợi hại là cho đến tận bây giờ nó vẫn mạnh miệng như trước còn chưa bị thanh long đùa cho hỏng người cũng thật không dễ dàng gì bé mèo nhỏ à mày tốt nhất là câm miệng đi đây không phải là la thiên tiên vực của mày đâu thanh long uy hiếp nói ở trong này phải tuân theo quy củ của chúng ta phi con hổ trắng căm thủ con rồng ti tiện này đến tận xương tủy hận thấu xương nó cười lạnh nói cái đồ cá trạch có bản lĩnh người giết ta đi nếu không đến lúc chủ nhân của ta tới thế giới này cứu ta ra ngoài rồi nhất định sẽ rút gần rút cốt của ngươi ra, bắt ngươi hồn bay phát lạc aiz chẳng qua là một tiểu trí tôn ngây thơ bị người ta trong một bà tai đã chạy mất mà thôi cảnh giới thật sự không thấp, nhưng tố chất tâm lý quá kém. Nếu cùng cảnh giới, mình bàn long có thể đánh với 10 người như hắn, ngươi tin không? Thanh long bắt đầu khoác lác, con hổ màu trắng khinh thường cười lạnh. Thế giới này của các ngươi ngay cả một trí tôn cũng không có, ngươi còn khoác lác cái gì? Thanh long cười lạnh coi nó là quả bóng ném tới ném đi, sau đó nói. Ngươi cũng không phải là trí tôn, ngươi đắc ý cái gì? Bất cứ lúc nào ta cũng có thể bước vào cấp độ trí tôn con hổ trắng cười lạnh. Ha 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 ha, ở thế giới này, ngươi nằm mơ đi. Thanh long lớn tiếng cười nhạo, con hổ trắng giải phép khí thế, lập tức không nói nữa. Nếu là ở La Thiên Tiên Vực, nó bước vào cảnh giới trí tôn thật không phải là vấn đề gì. Nhưng ở viêm hoàng đại vực đã bị tàn phá không chịu nổi này, nó thật sự không dám nói thế nữa. Sở thanh mạc cũng lười để ý tới một con rồng một con hổ này, đồng ý đi theo thì theo đi, nếu không đi chung đường cũng khá tịch mịch. Dọc theo con đường, sở thanh mặc đều đang suy nghĩ một chuyện chính là sau khi gặp lại phùng xuân đế chủ hắn tốt cuộc phải nói như nào vấn đề này vẫn làm hắn bối rối tới tận vùng đất thuộc linh đơn đường một đám người như vậy nếu không muốn bị người ta phát hiện thì có vô số cách linh đơn đường mặc dù đang được coi như một thế lực cao nhất ở toàn bộ thiên giới nhưng trước mặt mấy người kỳ tiêu vũ và sở thanh mặc thật sự không coi vào đâu cho nên bọn sở thanh mặc không làm kinh động tới bất cứ ai một đường xâm nhập vào khu vực trung tâm của linh đơn đường linh đan thành tòa thành này rất lớn cũng rất cổ xưa, người có thể đi tới tòa thành này gần như trăm phần trăm đều là con cháu dòng chính của linh đơn đường. Bởi vậy, cả đám người đột nhiên xuất hiện bên trong tòa thành vừa rồi lại không tự ẩn mình, nhanh chóng bị một đám người vây quanh, nhưng rất nhanh đã có người nhận ra sở thanh mặc. Trời ơi, là sở thanh mặc sao? Thật là sở thanh mặc. Còn có một con rồng. Bên trong móng vuốt rồng là gì vậy? Mèo trắng. Con hổ màu trắng ngay cả đáp lại cũng lười, cả đám kiến không có kiến thức, còn không bằng mấy tên quê mùa này. Rất nhanh có cả đại nhân vật cấp cao của Linh Đan Đường xuất hiện trước mặt Sở Thanh Mặc, trong khách khí mang theo cả sự cảnh giác. "Xin hỏi ngài là Sở Thanh Mặc Sở công tử sao?" Sở Thanh Mặc gật gật đầu, cũng không nói nhảm cái gì mà nói thẳng. "Ta muốn gặp Phùng Xuân Đế chủ." "Vậy?" Người cấp cao này của Linh Đan Đường địa vị không thấp nhưng còn chưa tới mức có thể làm chủ thay cử đương gia. Lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên, Khó hiểu bao vây hắn Hóa ra là tiểu hữu đến đây Nhiều năm không gặp Mau thay ta mời họ đến đây Vị cấp cao của Linh Đan Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra Thi lễ với sở thanh mặc sau đó dẫn theo mọi người Đi về một phía của thành Rất nhanh đã đi vào cửa một viện lớn Phùng Xuân đế chủ Đã đứng ở cửa chờ mọi người rồi khoát tay Cho người cấp cao của Linh Đan Thành kia lui ra Sau đó đưa tay làm thế mời sở thanh mặc Tiểu hữu đã nhiều năm không gặp Quả hiên đã có tinh tiến rất lớn Thật đáng mừng Sở thanh mặc một bên đi vào bên trong, một bên quan sát phùng xuân đế chủ, từ trên người ông ấy không cảm giác được bất kỳ khí tức khác thường nào, về phần bàng hoàng, sợ hãi, loại cảm xúc đó lại càng không có. Tiền bối không hiếu kỳ tại sao ta lại đột nhiên tìm tới tận cửa sao? Sở thanh mặc không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Phùng xuân đế chủ cười ha hả. Thật ra ta nghĩ tiểu hữu 6 năm trước phải tìm tới cửa rồi, bởi vì không có đạo lý những người đó tiểu hữu tìm khắp mấy lần cũng đã đánh mấy lần, duy nhất chỉ sót lại ta. Điều này làm nội tâm của ta vừa cảm thấy băn khoăn, lại cũng rất vui mừng. Bất kể nói thế nào, tiểu hữu cuối cùng vẫn niệm tình tình cảm năm đó. Sở thanh mặc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dừng bước, nhìn Phùng Xuân đế chủ. Tiền bối năm đó vì sao không tiến vào huyện thần giới, dựa theo tình huống của tiền bối, không khó lắm. Phùng Xuân khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói. Chuyện này đợi lát nữa nói sao, ta biết tiểu hữu tới đây nên đã chuẩn bị riêng cho tiểu hữu một ít rượu và thức ăn, đều là ta tự mình xuống bếp làm đấy. Ha ha, ta đã nhiều năm chưa làm thức ăn cho người khác rồi. Lần trước, vẫn là xuống bếp vì Đinh Đại Ca, ngẫm lại cũng đã qua nhiều năm lắm rồi. Đinh Đại Ca, trong lòng sở thanh mặc hơi động một chút, sau đó nhìn thoáng qua kỳ tiêu vũ. Kỳ tiêu vũ cũng nhìn sang, nháy mắt mấy cái với sở thanh mặc, ý là không cho sở thanh mặc nói ra. Phùng Xuân cũng không nói tiếp chuyện này, tự mình bưng lên mấy bàn đồ ăn, quả nhiên là sắc hương vị đều đủ, làm người ta nhìn vào thèm. Sở thanh mặc ngồi xuống, không chút do dự mà động đũa. Tiền bối tự mình xuống bếp, đây chính là chuyện khó mà có được, đừng chê ta vô lễ nhé, đúng rồi, tại sao không có rượu? Ha ha ha, có đồ ăn sao có thể không có rượu? Phùng Xuân nhìn sở thanh mặc lập tức vô cùng vui vẻ, lấy một vò rượu ra nói. Bình rượu này đã có lịch sử 13.000 năm, rượu lâu năm đó, chỉ còn lại một vò như vậy thôi, bình thường vẫn tiếc không uống đấy. Lúc này, Kỳ tiêu vũ cười dài nhìn thoáng qua Nguyệt Quynh Thành và hư độ, nói. Ta cảm thấy vườn này rất đẹp, chúng ta đi xem phong cảnh như thế nào đi. Nguyệt Quynh Thành và hư độ cũng đều là người thông minh, gật gật đầu, cáo lỗi với Phùng Xuân rồi đi theo kỳ tiêu vũ. Thanh Long ném qua ném lại con hồ trắng cũng chạy theo phía sau. Thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng rít gào của con hồi trắng. Phùng Xuân nhìn thoáng qua bóng lưng của mấy người kỳ tiêu vũ, sau đó khẽ cười nói. Còn phải chúc mừng tiểu hữu, người có tình ắt thành người thân, Sở Thanh Mặc cười cười. Cảm ơn tiền bối đã chúc phúc, Phùng Xuân lắc đầu thở dài một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt. Tiền bối vẫn chưa già, Sở Thanh Mặc nói, Phùng Xuân thở dài. Già rồi, thọ nguyên đã gần tận, đã không có tâm lý như tuổi trẻ các cậu nữa rồi. Nói xong, ông ấy đầy bình rượu ra, buôn mùi rượu thơm nồng bay ra. Nào, uống rượu, nghe lão già ta nói chuyện cũ chút đi, Phùng Xuân rất thân rất khổ, Tuy rằng sinh ra ở thiên giới, nhưng sinh ở một gia đình săn bắn bình thường, không phải hộ tu sĩ săn bắn mà là một đứa bé gia đình người phàm sinh hoạt ở thiên giới. Cha của ông ấy trong một lần săn bắn gặp mãnh thú thật sự, ngay cả thi cốt cũng không tìm được nữa. Mẹ của ông ấy dẫn ông ấy theo khi tái giá, lúc đó Phùng Xuân mới 3 tuổi, còn chưa biết gì. Bố dượng đối với ông ấy và mẹ đều không tốt, bố dượng say rượu, mỗi lần uống quá nhiều không đánh thì mắng mẹ con ông ấy, mỗi lần đều đánh cho mẹ con ông ấy mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập. Là chuyện bình thường như cơm bữa, Phùng Xuân còn nhỏ vô cùng căm hận với hành vi đó của bố Dượng, mỗi lần mẹ ông ấy bị đánh, ông ấy đều xông lên cắn, đáng tiếc là quá nhỏ, mỗi lần đều bị đánh, có một lần thiếu chút nữa đã bị bố Dượng đánh chết. Cứ như vậy, mẹ ông ấy dẫn theo ông ấy vô cùng gian khổ nhịn 3 năm. Phùng Xuân nháng cái đã lên 6 tuổi, thể hiện sức lực và hung tính không giống với những đứa trẻ khác, đối với hành động đánh mẹ ông ta của bố Dượng thì căm thù đến tận xương tủy, đứa trẻ không thể che giấu cảm xúc được, cuối cùng có một ngày bố dượng ông ta cảm nhận được sát ý của đứa con riêng với ông ta ỉ uống vào chút rượu mà đánh đập ô ngấy một cách tàn nhẫn muốn giết ông ấy mẹ của phùng xuân xông lên cản bị bố dượng ông ta đẩy ngã đầu đập vào góc bàn chết ngay tại chỗ lúc đó bố dượng ông ta đã tỉnh rượu cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng sinh ra suy nghĩ ác đơn giản quyết định hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng muốn giết cả phùng xuân phùng xuân 6 tuổi tuy là cường tráng hơn bạn cùng lứa nhiều nhưng không thể là đối thủ của một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng được mắt thấy sẽ bị đánh chết thì đúng lúc đó đinh linh xu ất hiện ra tay tiêu diệt bố dượng phùng xuân sau đó mang phùng xuân đi sau đó hắn dạy ta tu luyện nuôi dưỡng ta lớn lên ta coi hắn như cha hắn đối với ta như con phùng xuân uống một chén rượu hạ giọng nói lúc đó hắn còn chưa nhập ma sở thanh mặc cật gật đầu chuyện này hắn từng nghe vương trung ở vùng đất tội ác nói bao gồm huyết ma lão tổ vốn tên là đinh linh sở thanh mặc cũng từng nghe vương trung nói cho nên bây giờ nghe phùng xuân nói tiếp sở thanh bạc lập tức biết phùng xuân không nói dối lúc đó ta cũng không biết hắn là ai ta nghĩ muốn gọi hắn là thúc thúc hắn không cho nói bối phận giới tu hành không phân theo tuổi tác bảo ta gọi hắn là đại ca là được rồi hắn cũng chưa từng bắt buộc ta phải làm gì cho dù là sau khi nhập ma hắn cũng không bắt buộc ta làm gì cả phùng xuân lại uống vào một ly nhẹ giọng nói cho nên nhập ma là lựa chọn của bản thân ngài sao sở thanh mặc nhìn phùng xuân hỏi phùng xuân đầu tiên là lắc đầu sau đó lại chậm rãi gật gật đầu ông ấy nói chuyện như này thật ra nói toạc ra cũng không phức tạp gì cậu suy nghĩ một chút xem lấy xuất thân của ta ngay cả một tu sĩ lợi hại ta cũng chưa gặp được đối với ma tộc ta có thể hiểu biết được bao nhiêu không nói tới hiểu biết đương nhiên cũng không nói tới chán ghét cho dù sau đó ta đã biết chuyện về ma tộc rồi tâm tình của ta vẫn không có thay đổi gì lớn bởi vì người hại chết cha ta là mạnh thú trong núi nó không phải ma hại chết mẹ ta cũng là người càng không phải là ma sở thanh mặc gật gật đầu hắn đã có phần hiểu được suy nghĩ của phùng xuân sau khi đinh đại ca lựa chọn nhập ma có một thời gian ngắn hắn vô cùng nôn nóng tính tình cũng trở nên cáu kỉnh nhưng mỗi lần đối mặt với ta hắn lại vẫn giống như trước có một lần ta hỏi hắn ma tộc cùng nhân tộc rốt cuộc có gì không giống nhau hắn nói cho ta biết ma tộc trời sinh tính âm u lạnh lẽo không thích giao tiếp thích ở một mình ma tộc khát máu hung tàn một vài chuyện đổi lại là nhân loại có lẽ sẽ có phương thức khác đi giải quyết nhưng ở ma tộc khả năng sẽ đại khai sát giới ta nói này không phải rất nhiều nhân loại cũng như vậy sao ví dụ như cường đạo đấy bên trong đôi mắt của phùng xuân có vẻ như đang nhớ lại ông ấy thản nhiên nói hắn nói cho ta biết vẫn không giống nhau được nhân có nhân tính ma tộc không cùng chủng tộc thế giới trong con mắt của bọn họ không giống với thế giới trong mắt nhân loại tư tưởng và cách xử sự cũng hoàn toàn khác biệt nếu là người cũng đừng nghĩ đi nhập ma làm gì Sở thanh mặc gật gật đầu, tuy rằng hắn và huyết ma lão tổ có thâm cừu đại hận nhưng cũng có sự đồng tình với lời nói mà huyết ma lão tổ lúc trước nói với Phùng Xuân. Phùng Xuân nói tiếp. Ta hỏi hắn, huynh đã nghĩ như vậy, vậy vì sao huynh còn muốn nhập ma? Phùng Xuân nhìn thoáng qua sở thanh mặc. Lúc đó tuy là ta gọi hắn là huynh nhưng trên thực tế, trong mắt ta, hắn lại không khác gì một người cha cả. Sở thanh mặc gật gật đầu. Phùng Xuân nói. Cho nên, lúc đó ta cũng rất không hiểu vì sao hắn chọn nhập ma sau này cho đến khi ta tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên hắn dẫn theo ta du lịch ở rất nhiều nơi của thiên giới giúp ta học được rất nhiều chú yện đến lúc đó ta bỗng nhiên hơi hiểu ra đinh đại ca theo đuổi là cấp bậc cao hơn mà thôi hắn muốn thành đạo mà trên đời này người mạnh nhất là đế chủ ừ lúc ấy ta cũng không biết còn có một vài tu sĩ kinh tài tuyệt diễm đạt đến cảnh giới của chuẩn trí tôn nhưng ta lúc ấy cũng đã biết muốn thành đạo ở thế giới này có rất ít khả năng Sở thanh mặc lại gật đầu. Phùng Xuân nói. Ta tuy rằng hiểu lựa chọn của hắn nhưng lại không thể chấp nhận được cách làm của hắn. Cho đến một ngày, hắn hỏi ta muốn chọn nhập ma hay không. Bởi vì trên tay hắn có một số ma trùng. Ma trùng này có thể làm người ta cường đại hơn. Sau đó, hắn nói về sự nguy hại của ma trùng với ta. Nói ví dụ như sẽ bị hắn quản chế. Nói ví dụ như, sau khi ta chết sẽ bị ma trùng thay thế. Tất cả đạo hạnh và trí nhớ của ta trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Sở thanh mặc thầm nghĩ, mấu chốt đã đến đây rồi, phùng xuân nhập ma hẳn là lúc này đây phùng xuân cười gượng nói lúc đó ta đã hiểu rất nhiều chuyện cũng rõ ràng ân oán giữa ma tộc cùng nhân tộc thành thật mà nói đây là thù hận giữa chủng tộc nói sâu cũng sâu nói không sâu thật ra cũng không sâu dù sao ta chưa được trải qua cũng chưa bị ma tộc hại nhưng lúc đó ta không muốn nhập ma chỉ có điều ta có thể cảm giác được hắn hy vọng ta đi một bước này vì thế ta liền đồng ý bởi vì mạng của ta là hắn cho nếu không phải hắn rất nhiều năm trước vào đêm đó ta đã đi cùng mẹ ta rồi cho nên ta nợ hắn ta có thể cam đoan một chuyện chính là hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động hại ta một khi như vậy sau khi ta chết đi ngay cả bị ma trùng lấy đi một thân đạo hạnh ngay cả trở thành chất dinh dưỡng của hắn thì có làm sao chứ sở thanh mặc nhìn phùng xuân thản nhiên nói nói vậy ông đã không còn là ông trên đời này cũng không còn ông nữa phùng xuân gật gật đầu ta hiểu ta đều hiểu được hồn bay phất lạc thôi nhưng tiểu hữu cậu đã thấy luân hồi trên đời này hay chưa sở thanh mặc nao nao thấy nói có nhưng chưa gặp bao giờ đúng vậy đó tu sĩ hùng mạnh nguyên thần có thể đoạt nhà có thể biến thành một người khác nhưng đã ai thật sự gặp được chuyện luân hồi trên đời này chứ ừm nói ví dụ như chúng sinh trong toàn bộ thiên giới này cho dù tiên hay phàm tuyệt đối có trăm triệu sinh linh có ai nhớ rõ kiếp trước của họ là ai có ai có thể hiểu được kiếp sau của mình là ai Sở Thanh mặc trầm mặc thật lâu mới hạ giọng nói: Ta cũng không tin vào luân hồi, ta chỉ cần hiện tại thôi. Một khi đã như vậy, hồn bay phách lạc hay không thì có liên quan gì chứ? Phùng Xuân uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Sở Thanh mặc. Nhân sinh trên đời, nhận ân của người một giọt nước thì sẽ tương báo cả suối nguồn. Năm đó huynh ấy đã cứu mạng của ta, rồi có công ơn nuôi dưỡng ta, như vậy ta lấy mạng báo đáp không phải rất bình thường sao? nói một hồi làm sở thanh mặc cảm giác á khẩu không trả lời được. Đến bây giờ, hắn đã không muốn giải thích với Phùng Xuân là huyết ma lão tổ có bao nhiêu tà ác nữa. Bởi vì đối với Phùng Xuân, ông ấy thấy huyết ma lão tổ chính là người cứu mạng ông ta, cũng là người nuôi nấng ông ta lớn lên, cũng là một huynh trưởng. Cho nên, cho dù huyết ma lão tổ tội ác ngập trời, cho dù ông ta tội ác tẩy trời nhưng trong suy nghĩ của Phùng Xuân, huyết ma lão tổ vĩnh viễn là người thân nhất của ông ấy. Sở thanh mặc bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Phùng Xuân nói, Tiên bối biết huyết ma lão tổ đã chết hay chưa? Biết, Phùng Xuân nhẹ giọng thở dài. Ma trùng trong cơ thể ta có huyết mạch liên kết với hắn, có cảm ứng hô ứng lẫn nhau, một khắc hắn ngã xuống, ma trùng trong cơ thể ta thiếu chút đã nổ tung, vô cùng bất an, nhưng cuối cùng nó vẫn muốn hấp thu máu tươi lúc ta còn sống, cho nên nó không phá thể mà ra, cũng có lẽ, trong giờ khắc cuối cùng, đinh đại ca đã áp chế nó một chút, dù sao, nó đột nhiên bình tĩnh lại nhưng trong lòng ta lúc đó lại có sự đau thương vô tận. Một khắc đó, ta cũng đã biết, sở thanh mặc gật đầu, nhìn ông ấy nói. Vậy bây giờ tiền bối có tính toán gì hay không? Tính toán à? Phùng Xuân nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ta thật ra khá là hy vọng 5 năm trước cậu tìm đến ta, sau đó hoặc là trấn áp ta, hoặc là chém giết ta, hoặc là ta tự sát, bởi vì như thế, ta cũng không cần khó chịu như bây giờ, không phải dối dám như bây giờ bởi vì ta rất rõ cậu giết hắn là chuyện phải làm nhưng tiền bối rất mâu thuẫn không biết có nên báo thù cho người nuôi dưỡng mình hay không đúng không sở thanh mặc thản nhiên nói phùng xuân cười gượng gật đầu đúng vậy nói theo đạo nghĩa ta không có bất kỳ đạo lý gì để đi nhằm vào cậu thậm chí ngay cả tư cách để hận cũng không có nhưng con người ta cuối cùng vẫn là một sinh linh rất phức tạp ta không làm được một lòng vì công đạo ta có thể hiểu được sở thanh mặc gật gật đầu cho nên ta đã thản nhiên uống xong rượu độc mà tiền bối tặng đấy phùng xuân gượng cười nhưng độc cũng không độc được cậu không phải sao đúng vậy đó tiền bối hẳn là rõ năng lực luyện đan của ta hơn bất kỳ ai nhưng như vậy tiền bối vẫn sợ sẽ độc đến ta nên dùng loại độc dễ phát hiện nhất nói thật loại chất độc này đoán chừng cho dùng một dược sư mới nhập môn cũng có thể phát hiện ra chớ nói chi là một đan sư sở thanh mặc cười cười tuy là ta cũng không phải là đan sư nhưng thuốc độc này thật sự không thể độc được ta phùng xuân gật gật đầu vẻ mặt thản nhiên nhưng ta vẫn làm như vậy bởi vì ta nhất định phải báo thù cho linh đại ca đương nhiên cũng không độc được cậu bởi vì cậu quá lợi hại cử phách trẻ tuổi của thiên giới luyện đan sư lợi hại nhất phùng xuân ta tự nhận không bằng cho nên cũng chỉ có thể hạ độc chính mình sở thanh mạc thở dài tiền bối tội gì phải thế chút độc đó muốn giải được chẳng qua là chuyện một suy nghĩ trong đầu thôi nhưng ta không buông xuống được phùng xuân lắc đầu ta nợ hắn một mạng nhất định phải trả hắn hôm nay là ta không đúng với cậu nhưng ta không có cơ hội trả lại rồi vậy thiếu nợ đi nếu thật sự có luân hồi ta nguyện khi nào luân hồi được gặp cậu sẽ hoàn trả tất cả hư không trên đỉnh đầu ù ù rung động có dị tượng xuất hiện đây là sức mạnh lời nói của đế chủ đây cũng là lời thề của phùng xuân đế chủ vị cửu đương gia của linh đơn đường nếu không như vậy thì sao sở thanh mặc nhìn phùng xuân hơi bi thương. Mấy năm nay, bởi vì huyết ma lão tổ mà đã quá nhiều người phải chết, bây giờ huyết ma lão tổ đã ngã xuống và bị thiêu cháy, ma trùng trong cơ thể của tiền bối có lẽ tạm thời không có cách nào giải quyết hoàn toàn, vốn lấy. Phùng Xuân khoát tay. Ý tốt của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng, cảm ơn, nhưng không cần, chuyện này cứ vậy đi, ta lấy cái chết của ta đến hoàn trả lại toàn bộ ân tình của linh đại ca, kính xin tiểu hữu có thể đối xử tử tế với linh đơn đường, ừm, đúng rồi, Lời này cũng không cần ta nói ra, dù sao, giữa Lưu Vân và Tiểu Hữu. Phùng Xuân nói xong, sắc mặt như thường lại uống một chén rượu, sau đó nói: "Nhưng mấy năm nay Lưu Vân và Lưu Phong vẫn luôn bế quan tu luyện, ta có thể nhận thấy ở mặt này dường như có chút vấn đề, nhưng đến cuối cùng là vấn đề gì, còn phải chờ Tiểu Hữu tự mình tới tìm kiếm." Phùng Xuân cầm lấy vỏ rượu, rót đầy cho mình sau đó bưng lên, đưa về phía Sở Thanh Mặc nói: "Có thể quen biết với Tiểu Hữu xem như duyên phận cực lớn." giữa ta và cậu duyên tận như thế, cạn ly rượu này, còn muốn xin tiểu hữu làm một chuyện cuối cùng. Mời nói, vẻ mặt sở thanh mặc trịnh trọng, gật đầu. Ta đã thông báo chuyện của ta với tám vị đương gia khác, bởi vậy sẽ không có ai tới làm khó xử tiểu hữu, đợi một khắc ma trùng phá thể xin tiểu hữu ra tay chân áp phá hủy nó. Đó không phải là ta, cũng không phải là chất dinh dưỡng của đinh đại ca, giữ lại cũng vô ích, vẫn nên hủy đi. Phùng Xuân nhìn sở thanh mặc. Ta cả đời này cô độc, có thể nói không có gánh nặng trên người duy chỉ có cảm tình rất sâu với đứa cháu gái lưu vân nhưng mới rồi ta cũng nhìn thấy phu nhân của cậu rồi nàng rất đẹp cũng rất ưu tú cậu rất may mắn đáng tiếc cho cháu gái của ta nếu có thể xin cậu đối tốt với nó một chút phùng xuân nói xong bưng lên chén rượu cuối cùng chạm chén với sở thanh mặc sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch sở thanh mặc yên lặng gật đầu cũng cầm chén rượu trong tay uống cạn lúc này độc trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng loại độc này có thể dễ dàng độc chết đế chủ Đương nhiên đối với Y đạo Thánh Thù Phùng Xuân, ông ấy có thể bị độc dược độc chết chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là bản thân ông ấy muốn chết, ông ấy lấy cái chết báo ân năm đó, ân oán không còn. Phùng Xuân đế chủ một ly uống cạn, mặt không đổi sắc nhìn Sở Thanh Mặc, thậm chí, khóe miệng của ông ấy còn mang theo nụ cười, nụ cười thoải mái, sắc mặt của ông ta bắt đầu có một tầng đen nhánh lan tràn, tiếp đó một ngụm máu đen phun ra từ miệng của Phùng Xuân. Đúng lúc này, không trung trên đỉnh đầu văng lên loạt tiếng tay áo phất phới tám thân ảnh lang không xuất hiện ở đó, sau đó đồng loạt hạ xuống vây quanh hai người ở giữa, một thanh âm già nua đau buồn vang lên. Lão cử, ông tội gì phải thế chứ? Tại sao phải chọn làm như vậy? Lão già này là bát đương gia của Linh Đơn Đường, cảm tình sâu nhất với lão cửu Phùng Xuân. Tuy rằng không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột. Thất đương gia của Linh Đơn Đường là một nữ tử thùy mị thướt tha, nước mắt của bà ấy không nhịn được mà rơi xuống, vẻ mặt bi ai nhìn Phùng Xuân. Lão cửu, ông sao lại ngốc như vậy huyết ma lão tổ đã đền tội vì sao ông còn phải làm như vậy đại đương gia lưu truyền sơn nhìn thoáng qua sở thanh mặc vừa liếc nhìn sắc mặt tối đen phùng xuân thở dài một tiếng lão cửu tuy là ta đã sớm biết thân phận của ông nhưng ông chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với linh đơn đường ngược lại mấy năm nay ông cẩn trọng chống đỡ áp lực của gia cát gia nâng cao vị thế của linh đơn đường hơn nhiều so với trước ông vĩnh viễn là cửu đương gia của linh đơn đường còn lại nhị tam tứ ngũ lục năm vị đương gia cũng đều vẻ mặt bi thương nhìn Phùng Xuân. Bọn họ tôn trọng lựa chọn của Phùng Xuân nhưng bọn họ đều cảm thấy không thể giải thích vì sao. Nợ ân tình của một người thật sự cần dùng cái chết để báo đáp sao. Phùng Xuân nhìn thoáng qua tám người có mặt, ánh mắt xẹt qua mặt của họ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất tỷ, bát ca. Các huynh vẫn tới à, đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng sao, ta rất vui, tức nối cuối cùng đang nói, trong hư không, vang lên một tiếng gọi bi thương. Cửu thúc, một bóng dáng giống như tiên tử dáng trần trong nháy mắt đã xuất hiện ở đó, đứng trước mặt Phùng Xuân, chính là Lưu Vân. Sở thanh mặc nhìn thoáng qua Lưu Vân, Lưu Vân cũng đúng lúc lếp mắt nhìn qua, sở thanh mặc nhẹ gật đầu với nàng, trong con người của Lưu Vân tràn đầy bi thương, ánh mắt của nàng đảo qua mặt sở thanh mặc cuối cùng rơi xuống trên người Phùng Xuân. Cửu thúc vì sao lại ngốc như vậy? Phùng Xuân cười nói, Điều này cũng là một sự tức nối cuối cùng. Thôi, hết rồi, có mọi người tiễn được, ta không sợ nữa, ta... Phụt! Phùng Xuân nói xong, lại phun ra một ngụm máu đen. Ta cam tâm tình nguyện đi tới một bước này, lúc trước ta còn thử muốn độc chết sở công tử, đáng tiếc ta tài hèn, đinh đại ca, huynh nhìn thấy không, ta đã cố gắng báo thủ cho huynh rồi, nhưng, ta không làm được, cho nên tha thứ cho ta. Phùng Xuân nói xong, thân thể của ông ấy mềm nhũn ghé vào bàn rượu, sau đó, nhục thể của ông ấy bắt đầu chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, có khói nhẹ bay lên. Thuốc độc này quả nhiên là kịch độc cao nhất, chẳng những có thể đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng của đế chủ thành cho mà ngay cả đạo hạnh cũng có thể độc thành hư vô. Đây mới thực là loại độc cao nhất. Lúc này, Lưu Vân vứt cục không nhịn nổi lên tiếng khóc lớn, tiếng kêu đau buồn. Cửu thúc, cửu thúc, thúc tội gì phải thế chứ? Thúc đang làm gì vậy? Trong lòng Lưu Vân thậm chí còn tự trách. Nếu nàng không báo chuyện này cho Sở Thanh Mặc thì có phải cử thúc sẽ không phải chết hay không, nhưng lúc này nàng lo lắng hơn chính là Sở Thanh Mặc cũng uống rượu độc. Chẳng lẽ thật sự không có chuyện gì sao? Nàng một bên khóc, một bên nhìn thoáng qua Sở Thanh Mặc. Vừa vặn, lúc này Kỳ Tiêu Vũ dẫn theo Nguyệt Khuynh Thành và Hư Độ, cùng với Thanh Long đang chơi bạch hồi như quả bóng đã trở lại. Một khắc Lưu Vân thấy Kỳ Tiêu Vũ thì thân mình khẽ run lên, chuyển ánh mắt qua trên người Sở Thanh Mặc thản nhiên hỏi: "Huynh cũng uống rượu độc, không sao chứ?" thanh âm lập tức trở nên lạnh lùng hơn nhiều, nhưng trong lòng của nàng cũng đang đau đớn, run rẩy, rất khó chịu. Sở thanh mặc lắc đầu, sau đó hé miệng, phun thẳng ra một viên đan dược tối đen. Đây là sau khi rượu độc nhập vào cơ thể rồi bị hắn cứng rắn ngăn chặn, sau đó nén ép, luyện hóa thành một viên độc đan. Một viên đan như vậy có thể dễ dàng độc chết một đế chủ bậc cao, thậm chí ngay cả chuẩn trí tôn nếu bị trúng phải cũng sẽ phải chịu vết thương chí mạng. Sở thanh mặc sau khi phun viên đan dược ra thì để nó lơ lửng trong không trung, hạ giọng nói, ta không sao. Cô chính là Lưu Vân sao? Kỳ tiêu vũ ở bên kia nhìn Lưu Vân Lệ rơi đầy mặt, bỗng mở miệng hỏi. Lúc này, không khí ở hiện trường hơi ngưng lại, có vẻ hơi tế nhị. Chủ nhà của Linh Đơn Đường tuy rằng quanh năm bế quan, nhưng không có nghĩa là bọn họ chuyện gì cũng không biết. Nhất là đại đương gia, cha của Lưu Vân, Lưu Truyền Sơn, trong con người lóe lên ánh sáng lạnh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng. Lưu Vân nhìn thoáng qua kỳ tiêu vũ, hơi hơi gật gật đầu, là ta. Ta có chút việc muốn nói chuyện với cô, có thể dành chút thời gian được không?" Kỳ Tiêu Vũ hạ giọng nói. Lưu Vân nhìn thoáng qua cha của mình, lại liếc nhìn Sở Thanh Mặc, sau đó nhìn cửu thúc Phùng Xuân đã trúng độc bỏ mình của mình, cuối cùng yên lặng gật gật đầu. "Được rồi." Lưu Truyền Sơn nhìn sâu Kỳ Tiêu Vũ một cái, sau đó hung tợn nhìn Sở Thanh Mặc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Đại đương gia không nói chuyện, những người khác cũng đều trầm mặc. Lưu Vân dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ rời khỏi đó, hư độ nhìn thi thể của Phùng Xuân, không nhịn được thở dài, yên lặng niệm kinh, siêu độ trong vong hồn của ông ấy, về việc sau đó Phùng Xuân có thể có vong hồn hay không, đại bí mật có liên quan đến luân hồi này sẽ không có ai có thể biết được. Người trên thế giới này chỉ nghe nói tới thế giới bên kia, mình cực lạc nhưng đã có ai từng nhìn thấy chứ. Lúc này, viên ma trùng trong cơ thể Phùng Xuân đế chủ rốt cục không nhịn được phá thể mà ra. Sở thanh mặc vung tay lên chụp một cái, vô cùng mạnh mẽ cứng rắn náp. Cho nên, Viên ma chủng này chưa kịp hóa thành hình dạng của Phùng Xuân đã bị một kích của Sở Thanh Mặc đánh cho choáng váng. Tám vị đương gia của Linh Đơn Đường vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt cảm kích nhìn Sở Thanh Mặc, nếu ma chủng hóa thành dáng vẻ của lão cửu, bọn họ thật sự không biết nên ra tay như thế nào. Ma chủng ở trong tay Sở Thanh Mặc chấn động kịch liệt, tả xung hữu đột điên cuồng muốn phá ra ngoài, nhưng Sở Thanh Mặc có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh sao? Hắn vận lực chấn áp viên ma chủng lại, cuối cùng thì ném vào trong hỗn độn hồng lô để luyện hóa. Luyện hóa hoàn toàn là được coi như là hoàn thành di nguyện của phùng xuân lúc này khối xác thịt mà phùng xuân để lại cũng bắt đầu phong hóa sau khi một trận gió nhẹ thổi tới nhục thể của ông ta hoàn toàn tiêu tan hóa thành cát bụi vĩnh viễn ở lại linh đan thành lão cửu đi rồi vẫn muốn trông coi linh đan thành thất đương ra một bên rơi lệ một bên hạ giọng nói aiz mấy đương gia khác thở dài thật mạnh sau đó thi lễ với nơi mà phùng xuân biến mất cuối cùng tất cả đều bay lên trời đại đương gia lưu truyền sơn nói nếu nơi này là nơi lão cửu hóa đạo, như vậy để nơi này thành phần mộ của ông ấy đi, tin là ông ấy cũng không muốn rời khỏi linh đơn đường. Ông ấy từng hoài nghi Phùng Xuân có suy tính khác, thậm chí nghĩ tới một khi Phùng Xuân có hành động khác thường sẽ ra tay chấn áp ông ta, nhưng kết quả lại nhìn thấy một kết quả như vậy, trong lòng không ngừng đau thương. Năm tháng bọn họ từng quen biết rất dài, lúc đó, mấy đơn gia bọn họ đều còn rất trẻ, đều tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của một thời thiếu niên. Chín người, một cái dập đầu trên đất, một đời là huynh đệ, bây giờ đã thiếu đi một người sự đau buồn đó rất khó để biểu đạt bằng ngôn ngữ tất cả mọi người gật gật đầu bay lên trời lưu truyền sơn nhìn thoáng qua sở thanh mặc sau đó nói chuyện này nếu là sở công tử đang làm vậy thì mời sở công tử đưa lão cửu đi đoạn đường cuối cùng đi sở thanh mặc gật gật đầu ra tay làm tan dã nhà cửa ở khu này ra ngoài trăm vạn dặm rời một toà núi thần tú nhỏ tới đây đè lên khu nhà trong linh đan thành đột nhiên nhiều thêm một ngọn núi nhỏ ngày sau thật ra sẽ trở thành một nơi du ngoạn của rất nhiều con cháu linh đơn đường. Đó không phải là bất kính với Phùng Xuân mà ngược lại, điều đó mới là kết quả mà ông ấy thực sự muốn. Nếu không, ông ấy nhất định sẽ không chọn chấm dứt tính mạng của mình trong linh đan thành. Cuối cùng, những vị trưởng lão khác thì lễ với sở thanh mặc rồi cáo lui, nơi này chỉ còn lại vài người, Lưu Truyền Sơn và sở thanh mặc. Lưu Truyền Sơn nhìn thoáng qua hư độ, đột nhiên nói. Tiểu Hòa Thượng, cậu không cần phải thử làm gì, cậu không độ được ta đâu. A Di Đà Phật. Hư độ cúi đầu, niệm một câu Phật hiệu, Lưu Truyền Sơn nói: "Bởi vì ta không phải người nhập ma." Nói xong, ông ấy nhìn thoáng qua Sở Thanh Mặc. "Sở công tử, chúng ta nói chuyện." Sở Thanh Mặc nhìn Lưu Truyền Sơn. "Tiền bối gọi ta Sở Thanh Mặc là được." Lưu Truyền Sơn chẳng biết tại sao mà sắc mặt thay đổi mấy lần, đến cuối cùng, không nhịn được thở dài một tiếng. "Đi thôi." Nói xong hai chữ này, cả người ông ta giống như đã già hơn rất nhiều tuổi. Hư Độ và Nguyệt khuynh Thành cùng với Thanh Long, Bạch Hổ đều ở lại trong thành Linh đang không đi theo. Bên kia đoán chừng đã có đơn gia sắp xếp, rất nhanh đã có các nhân vật cấp cao của thành Linh đang tới đây tiếp đã bọn họ, thái độ vô cùng kính cẩn. Sở Thanh Mặc đi theo Lưu Truyền Sơn bay về phía Linh Sơn. Sau khi đến nơi này, Lưu Truyền Sơn không nói hai lời xoay người hung hăng bổ một trường tới phía Sở Thanh Mặc, Trường Phong như đao, rất linh hoạt, sắc bén. Sở Thanh Mặc không hề nhúc nhích đứng ở đó nhìn Lưu Truyền Sơn. Bàn tay của Lưu Truyền Sơn lơ lửng phía trên cách đầu Sở Thanh Mặc một thước, lạnh giọng nói: "Đồ khốn khiếp, không phải là cảm thấy ta không dám giết cậu đấy chứ?" Đường Đường là hậu duệ của Đại Ma Vương, có cái gì không dám làm chứ?" Sở Thanh Mặc thản nhiên nói, trong giây lát, Lưu Truyền Sơn ngơ ngẩn nhìn Sở Thanh Mặc. "Cậu, cậu cũng biết sao?" "Không, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là Hiện giờ Linh Đơn Đường là nơi buôn bán đan dược lớn nhất cả thiên giới thậm chí là toàn bộ giới tu hành. Ta chỉ biết là hiện tại, Lưu Gia trên đời này không hề làm việc gì ác cả. Ta còn biết cao thấp của Lưu Gia hiện giờ đều là người nổi bật trong những tu sĩ nhân tộc. Thần sắc của Sở Thanh mặc bình tĩnh nói. Còn lại, ta không biết gì cả. Lưu truyền sơn trầm mặc lúc lâu mới thu hồi lại tay đang ra trường, lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng cậu nói dễ nghe chút là ta sẽ cho con gái ta làm thiếp của cậu, tiểu tử, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ. Rốt cục sở thanh mặc nở một nụ cười gượng nói. Đại đương gia quả nhiên là đại năng của nhân tộc. Ma tộc có thiết sao? Phi, vì... lưu truyền sơn lạnh lùng trừng mắt sở thanh mặc. Liên quan cái dám gì đến cậu, khóe miệng sở thanh mặc giật giật, thầm nghĩ, như thế nào đám đại lão này cả đám nhìn thì uy nghiêm trang trọng nhưng khi mới mở miệng nói chuyện lại đều cùng một đức hạnh thế này, tu dưỡng của các người để đâu hết rồi, bởi vì cha hán sở thiên cơ cũng là giọng điệu này ta hỏi cậu người con gái của cậu gọi con gái của ta đi là có mục đích gì? Thì uy à, con gái của ta có huyết mạch thuần khiết, là công chúa ma tộc chính tông. lưu truyền sơn từng có chết cũng không muốn cả con gái cho sở thanh mặc, chẳng biết tại sao chợt hơi thay đổi suy nghĩ. sở thanh mặc hơi bất đắc sĩ nói tiểu vũ không có ác ý gì đâu. ta mặc kệ, con gái của ta phải làm vợ cả của cậu. lưu truyền sơn nổi giận đùng đùng nhìn sở thanh mặc, nếu không không bàn gì nữa, hư dựa vào cái gì chứ công chúa của tinh linh tộc thì sao con gái của ta cũng là một công chúa chính tông của ma tộc đó cha từ rất xa truyền đến tiếng nói vừa thẹn vừa giận của lưu vân người nói cái gì vậy chứ lưu truyền sân hầm hờ nói ta nói gì sai chứ tên khốn này rõ ràng cái gì cũng đã biết con sớm đã nói cho hắn biết rồi mà đúng là con gái chỉ hướng ra ngoài bí mật gì cũng không giữ được như bây giờ con không gả cho hắn thì còn có thể gả cho ai Chẳng nhẽ con gái của lưu truyền sơn ta phải làm gái lỡ thì cả đời hay sao? Cha, người nói gì vậy? Vì sao con phải gả cho hắn? Không gả cho hắn thì không ai muốn cơ chứ? Lưu Vân tức đến đỏ cả mặt, thật ra chủ yếu là xấu hổ, điều này cũng có nguyên nhân trong lời nói vừa rồi kỳ tiêu vũ nói với nàng. Lưu Vân, ta tìm cô không có ý gì khác, càng không có ác ý gì cả, ta biết, giữa cô và sở thanh mặc có chút chuyện. Cô biết, cô biết cái gì, Lưu Vân có chút bối rối, nàng vẫn ngỡ rằng chuyện này là bí mật lớn nhất của nàng, không nghĩ tới lại sớm đã bị người ta biết được, hơn nữa, còn là tình địch của nàng nói ra, điều này làm cho trong lòng Lưu Vân vô cùng xấu hổ. Cô đừng trách hắn, không phải hắn cố ý nói với ta những chuyện đó, chỉ có điều, chỉ có điều hắn vẫn không biết nên làm như thế nào đối mặt với cô." Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. "Ta nói chuyện này hoàn toàn không phải là vì làm nhục gì cô, dù sao năm đó là cô cứu hắn." năm đó nếu ta không làm thì hắn cũng không có việc gì đúng không lưu vân hôm nay thấy sở thanh mặc uống rượu độc trong lòng cũng đã hiểu rõ được điều kỳ tiêu vũ giật mình gật gật đầu sau đó nói đúng thế lưu vân sau khi trầm mặc một lúc lâu mới cười gượng nói nói như vậy năm đó ta làm vậy không phải là cứu hắn thật ra đã cứu chính mình sau đó cũng chẳng khác gì là áp đặt hắn nói thí dụ như trách nhiệm là thế này phải không vừa mới trải qua cái chết của cửu thúc Cảm xúc của Lưu Vân không ổn định, hơn nữa người tìm đến nói chuyện này với nàng ngại là Kỳ Tiêu Vũ, người có thân phận mẫn cảm nhất, cho dù là Thủy y y tìm nàng nàng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, bởi vì nói thật lòng, nàng đấu với Thủy y y hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người đều giống nhau, nhưng người trước mặt thì không được, vị này lúc bắt đầu đã chiếm giữ toàn bộ trái tim của Sở Thanh Mặc, cho tới bây giờ đã hoàn toàn đi tới cùng với Sở Thanh Mặc. Lại nói tiếp, đừng nhìn Thủy y y cùng Sở Thanh Mặc còn có hôn ước nhưng ở trước mặt vị này vẫn vô dụng mà thôi bởi vì nàng ấy mới là nữ tử mà sở thanh mặc yêu nhất chuyện như này tuy rằng không muốn thừa nhận nói ra lại có chút bi ai nhưng là sự thật sự thật không thể nào chối cãi được trên đời này người ưu tú có rất nhiều nhưng cố tình các nàng đều thích cùng một người nam nhân không phải như thế kỳ tiêu vũ hạ giọng nói cô là người của sở thanh mặc là một người con gái đầu tiên của hắn địa vị của cô trong suy nghĩ của hắn không giống người khác cho dù biết rõ lời nói của kỳ tiêu vũ không phải nói thật nhưng trong lòng lưu vân vẫn cảm giác được chút ấm áp bởi vì người nói là kỳ tiêu vũ vậy hôm nay cô tìm ta là muốn nói chuyện gì lúc này ngược lại lưu vân hơi căng thẳng nhìn kỳ tiêu vũ kỳ tiêu vũ khẽ mỉm cười cả cho hắn đi không thể nào vì sao ta không muốn cùng một nữ nhân khác chia sẻ hắn có thể không chỉ có một ít nhất là không chỉ mình ta vẻ mặt lưu vân không biết nói thêm gì nhìn kỳ tiêu vũ cô không ghen sao nhìn hắn ở cùng nữ nhân khác cô không ghen tị sao trong lòng cô không hận sao không thấy phiền à không muốn xé nát những nữ nhân kia à không muốn vì sao ta không tin bởi vì ta thương hắn hắn nhíu mày ta đã không vui rồi cô đây là đang yêu một cách ngu ngốc ngu xuẩn nam nhân gọi cô là loại nữ nhân chỉ giỏi chiều chuộng thôi dựa vào cái gì chứ dựa vào cái gì cô lại làm mình phải uất ức như vậy vấn đề là ta cũng không thấy ta phải chịu oan ức gì chỉ cần hắn vui vẻ thì ta đã cảm thấy thế giới của ta tràn đầy ánh mặt trời rồi cô thật ngốc thật sự kỳ tiêu vũ cô là tinh linh tộc đúng không nghe nói yêu cầu đầu tiên của tinh linh tộc đối với người yêu chính là trung trinh thiệt cho cô còn là một công chúa cô làm sao lại hiếm thấy như vậy bởi vì hắn không phải tinh linh mà dựa vào cái gì mà ta phải dùng quy củ của tinh linh tộc để yêu cầu hắn chứ lại nói từ lâu ta đã rời khỏi tinh linh tộc rồi bây giờ ta là một tinh linh từng đoạn lạc lại được hắn mạnh mẽ kéo lại trở thành một cô gái nhỏ mà thôi vẻ mặt kỳ tiêu vũ chăm chú nhìn lưu vân cho nên hắn là ông trời trong mệnh của ta là tất cả của ta cô còn có cửu thúc các người đều mất hết não rồi đến cuối cùng lưu vân tức đến không còn gì để nói nổi giận đùng đùng nói chỉ số thông minh của các người đều có vấn đề cả rồi. Cô có thương hắn không? Kỳ tiêu vũ đột nhiên hỏi. Ha ha, ta mới không thèm thương hắn. Lưu Vân cười lạnh phủ nhận. Vậy cô thích hắn à? Kỳ tiêu vũ rất kiên trì, nhìn Lưu Vân. Nếu để cô gả cho người đàn ông khác, cô có chấp nhận không? Lưu Vân rốt cục cũng yên lặng, sau đó cam tức nhìn kỳ tiêu vũ. Cục cái người phụ nữ này thật là kỳ quái. Cô đây là đang giúp người đàn ông của cô mai mối đấy à? Đúng đó, hắn không tiện nói, hắn đang lâm vào thế khó xử, ta không thể để hắn khó chịu như vậy được, ta thay hắn nói là được rồi." Kỳ Tiêu Vũ rất nghiêm túc nói. Nếu cô biết ta từng phải trải qua cái gì có lẽ cô sẽ hiểu ta được chút, nhưng mà, chuyện như này chỉ nói với tỷ muội nhà mình thôi." Lưu Vân tức đến mức cười phì một tiếng, nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Ta thực sự chưa từng thấy người đàn bà nào như cô bây giờ không phải là gặp rồi sao kỳ tiêu vũ nghiêm túc trả lời hai người nói chuyện với nhau dừng ở đây bởi vì các nàng nhìn thấy lưu truyền sơn và sở thanh mặc rời đi cùng nhau đều có chút bận tâm nên cùng đi theo không nghĩ tới vừa mới tới nơi đã nghe thấy lưu truyền sơn ở bên cạnh bức hôn còn yêu cầu phải cho con gái của mình làm vợ cả nữa bên này con gái sống chết từ chối bên kia cha mình lại đang bận làm mai kéo thuyền còn đề xuất nhiều yêu cầu khiến lưu vân cảm thấy khó chịu như vậy cho nên lưu vân buồn bực nói ra lời nói kia đây cũng là một loại phản ứng bản năng của một cô gái khi xấu hổ, hờn dỗi thuần túy. Ai ngờ Lưu Truyền Sơn lại chừng hai mắt, cười lạnh nói. Người khác cha đây trứng mắt. Sau đó Lưu Truyền Sơn chừng mắt nhìn vẻ mà sở thanh mặc xấu hổ đứng đó, hầm hờ nói. Tiểu tử này còn có thể miễn cưỡng hợp mắt. Lưu Vân và Kỳ Tiêu Vũ đều không biết nên nói gì nữa. Lúc này, Lưu Vân có ý đồ giữ lại cho mình chút mặt mũi. Nàng là mỹ nữ hoa thơm tuyệt đại, tu vi cũng đầy đủ, tuổi còn trẻ đã là một nữ đế, tại sao phải xin được cả cho người khác chứ? Lúc này, nàng theo bản năng quên chuyện kỳ tiêu vũ cố gắng muốn lôi kéo nàng thành tỉ muội nàng nhìn cha của mình, nghiêm túc nói. Cha, người không phải đã nói huyết thống gia tộc của chúng ta. Khụ khụ, trước khác này khác, Lưu Truyền Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc, chắp tay sau lưng dáng vẻ cao nhân đắc đạo, thản nhiên nói. Tuy là huyết thống của gia tộc chúng ta vô cùng cao quý, người bình thường không có tư cách theo được, nhưng vấn đề là con gái của ta sớm muộn gì cũng phải lập gia đình mà. Gia đình có huyết thống cao quý như chúng ta đã không tìm được nữa. Như vậy làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể lui để tiến thôi. Lưu Vân vô lực nhìn thoáng qua cha của mình, trong lòng lại kỳ lạn nảy ra một ý kiến khác. Huyết mạch của nhà sở thanh mặc hình như không hề kém nhà mình mà. Nhà mình là huyết mạch vương thất đại ma vương, sở thanh mặc người ta cũng là huyết mạch chuẩn thánh ở viêm hoàng đại vực này. Chớ nói chi là mẹ của sở thanh mặc trong truyền thuyết dường như có huyết mạch cường đại và cao hơn nhiều làm sao kém so với huyết mạch đại ma vương nhà mình. Nhưng mà Lưu Vân cuối cùng cũng không nói lời này ra miệng, nếu không thế nào cũng làm cha nàng ấy tức chết mất. Lúc này, sở thanh mặc nhìn Lưu Truyền Sơn bỗng nhiên hạ giọng nói. Tương lai sẽ có một ngày ma tộc giáng thế, đại đương gia. Tiểu tử thối, cậu còn gọi ta là đại đương gia. Vẻ mặt của Lưu Truyền Sơn nghiêm túc nhìn sở thanh mặc. Gọi một tiếng thúc thúc sẽ làm nhục sở gia nhà cậu à. Lưu Vân ở một bên che mặt, hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người nàng đột nhiên cảm giác rằng trên đời này không có mấy người bình thường tất cả đều thật hiếm thấy người phụ nữ của sở thanh mặc chấp nhận tỉ mỉ chọn người phụ nữ khác cho sở thanh mặc lôi kéo nàng trở thành tỉ muội của nàng ấy cha nàng bên này lại thật đáng xấu hổ ngay từ đầu nói khí phách như vậy mạnh mẽ cứng rắn như vậy gì mà muốn đánh chết tiểu tử kia cái gì mà huyết mạch của đại ma vương không thể bị vấy bẩn đủ lời nói độc ác nói thật là khí phách bây giờ thật buồn cười Sáng vẻ như tiểu tử, tử cậu không cưới con gái của ta thì ta sẽ trở mặt với cậu, còn bắt người ta gọi là thúc thúc, người sao không bắt người ta gọi là nhạc phụ đi. Khoan hãy nói, Lưu Truyền Sơn thật sự có suy nghĩ này, chỉ có điều ngay trước mặt kỳ tiêu vũ, ông ấy thật sự không có mặt mũi nói ra, lúc này lại thêm một người đến giúp vui, Lưu Phong đi từ trong núi ra, con mày nói. Ở đây tranh cãi ở Mỹ cái gì vậy? AIZ nhà nha, tỷ phu, sao huynh lại tới đây? Kỳ tiêu vũ đứng ở bên cạnh sở thanh mặc cũng không nhịn được cúi đầu cười thầm, trong lòng tự nhủ cái nhà có huyết thống đại ma vương ma tộc này đều thật hiếm thấy sáng vẻ của bọn họ ngay cả huyết thống đều là ma tộc nhưng bản tính cách đối nhân xử thế có khác gì nhân loại chứ cho nên huyết mạch ấy à kỳ tiêu vũ thật sự không chút để ý bởi vì bản thân nàng cũng không phải là loài người nàng là tinh linh chính tông đương nhiên huyết nô thì lại không thể được đó không phải huyết mạch sinh linh đó là cố gắng lưu vân ngay cả che mặt cũng lười bởi vì mặt mũi của nàng đã đen hoàn toàn hung hăng chừng mắt nhìn lưu phong sau đó bỗng nhiên lôi kéo kỳ tiêu vũ nói tiểu vũ đi ta dẫn cô tới quê phòng của ta đám xú nam nhân này ngay cả chút ý tứ cũng không có được kỳ tiêu vũ vui vẻ đồng ý sau đó tự nhiên cười nói với sự thanh mặc thản nhiên đi cùng lưu vân ném luôn ba người đàn ông ở đây ngơ ngác nhìn nhau lưu phong thầm nói tức cái gì chứ vừa tình lại đã giống như toàn bộ thế giới thay đổi rồi vậy lưu truyền sơn trừng mắt nhìn con của mình nói hưu nói vượn cái gì khi nào mà hắn đã thành tỷ phu của mày rồi hả lưu vân bên kia vẫn chưa đi xa dưới chân lảo đảo một cái mặt và cổ đều đen lại thầm nghĩ mới rồi thiếu chút đã buộc người ta gọi là nhạc phụ là ai ấy nhỉ lúc này sở thanh mặc thở dài ôm quyền thi lễ với lưu truyền sơn tiểu chất sở thanh mặc bái kiến thúc phụ ừ lưu truyền sơn muốn giữ mặt mũi một chút nhưng sau đó ông ta cũng có chút nhột trí thở dài nói được rồi tiểu tử ta cũng không làm khó dễ cậu nữa chuyện của người trẻ tuổi mấy người trẻ các cậu tự mình giải quyết cho tốt đi nào đi cùng ta uống chút rượu lần này không phải rượu độc đấy chứ sở thanh mặc cười gượng nói mấy chén rượu độc lúc trước của phùng xuân khiến lúc đó hắn thật sự bị tổn thương nhưng sau cũng hiểu được phùng xuân không có ý muốn hại hắn chỉ là cách thức làm việc có chênh lệch một chút nhưng ông ấy đã dùng tính mạng của mình để trả lại tất cả cũng đủ rồi Lưu truyền sơn hung hăng chừng mắt nhìn sở thanh mặc. Cậu cứ làm như độc dược không cần tiền vậy. Sở thanh mà gãi đầu, vẻ mặt vô tội đi theo, trong lòng tự nhủ. Ai biết được linh đơn đường các người đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Độc dược đối với các người thật sự là không cần tiền cũng có thể có được cả đống. Nghĩ muốn độc nào thì cũng có đủ cả. Đoán chừng ngay cả độc dược có thể độc chết bán thánh các người cũng có thể có được. Lưu Phong lại vẻ mặt mờ mịt nhìn sở thanh mặc, đi tới cạnh người sở thanh mặc. Tỷ phu, có thể nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra không?" Lưu Truyền Sơn hầm hừ, nói. "Nhóc con, mày còn dám gọi cậu ấy là tỷ phu, lão tử đánh gãy chân của mày." "Còn có chọc vào ai đâu chứ?" Lưu Phong vẻ mặt vô tội, tiếp đó, Lưu Vân vẫn đi ra chuẩn bị bàn rượu và thức ăn cho ba người đàn ông, Kỳ Tiêu Vũ về khoản này hoàn toàn không biết gì mấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hơn nữa Lưu Vân cũng không thể bảo nàng ấy làm gì được, dù sao cũng là khách chỉ có thể câu được câu không tán gẫu nhẹ nhàng. Mấy người làm sao biết được bí mật của nhà chúng ta vậy?" Lưu Vân hỏi. Chuyện này ta cũng chưa từng nói với hắn. Trước tiên chưa nói tại sao ta biết được, chỉ nói điều này đã, cô đã nói nhiều bí mật như vậy cho hắn, hắn có thể không hoài nghi chút gì hay sao? Bí mật này của cô không phải người bình thường có tư cách biết được." Kỳ Tiêu Vũ khẽ cười nói. Lưu Vân ngẫm nghĩ một chút, cười gượng nói, lúc đó muốn nhắc nhở hắn nên cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy đó, lúc đó dự tính ban đầu khi cô nhắc nhở hắn lại vì bảo hắn cứu ta. Kỳ tiêu vũ nhẹ giọng nói. Điều đó cũng là nguyên nhân vì sao ta công nhận cô và Thủy Y Y, các cô. Có lẽ sẽ ghen tị, sẽ đố kỵ, sẽ không muốn chia sẻ một người đàn ông với người khác, nhưng bản chất của các cô đều thiện lương. aiz Oan Z, quan nghiệt, Lưu Vân thở dài một tiếng. Kỳ tiêu vũ nói tiếp, về phần tại sao lại biết tỉ mỉ như vậy, được rồi, tuy là cô còn chưa đồng ý trở thành tỉ muội của ta, tuy nhiên, ta nghĩ đây cũng không phải vấn đề gì lớn, ta có thể nói cho cô biết. Lưu Vân một bên nấu ăn, một bên tò mò nhìn Kỳ Tiêu Vũ. Cô nói xem. Hai món hắc ám thánh khí kia. Kỳ Tiêu Vũ nói xong, giơ cổ tay lên, vòng tay đen như ngọc lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Mắt Lưu Vân hơi nhíu lại, thông qua cha mình, nàng đã biết lai lịch của thứ này trên thực tế chúng nó vốn không thuộc về ma tộc chúng nó đến từ la thiên tiên vực hơn nữa không phải chuẩn thánh khí mà là thánh khí thực sự bởi một vài nguyên nhân nên chúng chọn tự nhập ma ra khỏi la thiên tiên vực rơi vào ma giới kỳ tiêu vũ xô kín nói nói cách khác ông ngoại của ta lúc có được chúng thì chúng đã là hai món ma khí rồi vẻ mặt lưu vân kinh ngạc ông ngoại cô kỳ tiêu vũ cũng không biết chuyện này tiếp đó Hai nữ nhân ở tại chỗ cùng một lời ta một câu nói lại toàn bộ chuyện này với nhau, đoạn đối thoại của các nàng cũng không cố ý che giấu, tuy rằng phòng bếp cách hơi xa phòng khách nhưng đối với ba người đàn ông thì không chút đáng kể, tất cả đều có thể nghe được. Ngay cả Lưu Phong, vẻ mờ mịt và tùy tiện trên mặt cũng đã biến mất, nghiêm túc lắng nghe. Thật lâu sau, Lưu Truyền Sơn thở dài một tiếng, nhìn Sở Thanh Mặc. Cho nên lần này, sau khi cậu trở về đã biết được tất cả, đúng không? Sở Thanh Mặc gật gật đầu, Lưu Truyền Sơn hừ một tiếng. Vậy sao không tiếp tục trảm yêu trừ ma, chúng ta là ma tộc, là kẻ thù không đội trời chung tới nhân tộc." Sở Thanh Mặc nhìn ông ta một cái. "Năm đó ở thời đại của ông nội ta, nếu như muốn trảm yêu trừ ma, sinh linh của viêm hoàng đại vực dĩ nhiên sẽ gặp phải cảnh lầm than, nhưng ma tộc có năng lực còn dư lại được bao nhiêu?" Lưu Truyền Sơn hơi ngẩn ra. Lưu Phong ở một bên thì thào. "Lúc đó, thế lực của nhân tộc đã vượt xa ma tộc nhiều, nếu thật sự khai chiến, chỉ sợ ma tộc có nguy cơ hoàn toàn diệt tộc. Lưu Truyền Sơn chỉ hừ một tiếng, cũng không phủ nhận. Sở Thanh Mặc nói. Nếu năm đó ông nội của ta cũng không làm như vậy, ta đây tại sao phải làm như vậy? Lưu Truyền Sơn cười lạnh nói. Cậu không nghĩ như vậy không có nghĩa là ma tộc sắp dáng thế cũng nghĩ như vậy. Sở Thanh Mặc nhìn thoáng qua Lưu Truyền Sơn. Chỉ cần thúc phụ không nghĩ như vậy là được rồi. Lưu Truyền Sơn trầm mặc, ông ta trầm giọng nói. Nhưng dù sao ta cũng là ma tộc, Sở thanh mặc gật gật đầu. Người con gái ta yêu nhất là tinh linh tộc. Lưu truyền sơn đầu tiên là đồng ý gật đầu, sau lập tức trừng mắt nhìn sở thanh mặc. Trước mặt cha vợ như ông ta mà nói tới một người con gái khác hắn yêu nhất, lá gan của tiểu tử này thật là lớn, muốn ăn đòn, đáng tiếc, hình như là không đánh được. Điều này mới làm cho người ta buồn bực, nếu có thể đánh được thì ông ta đã sớm ra tay, còn để đến bây giờ sao? Lưu truyền sơn thông qua một vài chuyện cũng hoàn toàn thấy rõ ràng thực lực của sở thanh mặc, nhất là năm đó, Mặc dù ông ta không nói với con gái nhưng vẫn nghĩ trong lòng, nếu sở thanh mặc thật sự có thể còn sống trở về, như vậy sẽ gả con gái cho hắn, sợ gì chứ? Cái gọi là huyết mạch vương thất ma tộc, ma tộc chính thống, công chúa ma tộc, điều đó thật ra sớm như mây khói, bây giờ nói điều đó với ai? Ai sẽ đồng ý, sinh sống ở nhân giới này nhiều năm như vậy, trên người của bọn họ tuy rằng còn giữ huyết thống của ma tộc, nhưng thật ra có khác gì một nhân tộc chứ? Cái gọi là kiên trì, chẳng qua là kiên trì chút kiêu ngạo cuối cùng sâu trong nội tâm của mình thôi ông ta nhìn sở thanh mặc vậy ý của cậu là cậu đồng ý hôn sự này rồi hả tiểu tử con cái của ta không thể chịu ớt ức được lúc này lưu vân bưng khay bâm đi tới sẵn giọng cha Aizs, được rồi được rồi con gái lớn không dùng được cậu xem chút ý tứ cũng không có đây còn chưa có gì đâu mà đã hướng về người ta rồi lưu truyền sơn quệt miệng thầm nói năm đó vợ ta cũng như thế này, đây thật đúng là nề nếp gia đình rồi. Lưu Vân trừng mắt nhìn cha của mình, sau đó do dự một chút, nói. Cha, chuyện của mẹ con. Sắc mặt của Lưu Truyền Sơn lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Lưu chuyện này ra làm gì? Con muốn. Đôi mắt của Lưu Vân hơi đỏ lên, hôm nay cái chết của Phùng Xuân làm nàng vô cùng xúc động, vô tình nghĩ tới mẹ của mình. Sở thanh mặc nhìn Lưu Truyền Sơn, sau đó nói, về chuyện này, ta nghĩ có thể đợi 20 năm sau rồi tính toán với bên ma tộc." Lưu Truyền Sơn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra hai tia sáng nhìn Sở Thanh Mặc. "Cậu có thể đánh lui ma tộc sao?" Sở Thanh Mặc lắc đầu. "Chuyện như này ai có thể đảm bảo được, một đám chí tôn đều dáng thế nơi này, dựa vào một mình ta sao có thể ngăn cản được toàn bộ?" "Vậy ý của cậu là?" Lưu Truyền Sơn hơi nhíu mày, nhìn Sở Thanh Mặc. Chuyện này chẳng những liên quan tới tương lai vận mệnh của toàn bộ Viêm Hoàng đại vực, mà còn liên quan đến tương lai của lưu gia họ. Vợ của ông ấy có thể bỏ được tình trạng ngất hàng năm này hay không phải xem 20 năm sau rồi." Lại nói tiếp, "Chuyện này vẫn là công lao của Sở Thanh Mạc. Trước đó Lưu Truyền Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Thanh Mạc thật sự có thể thành công, cho dù là chỉ có thể ngăn cản ma tộc 20 năm, nhưng điều này cũng đã có năng lực nghịch thiên rồi, đổi lại là ông ta tuyệt đối không có sự nắm chắc và tin tưởng làm được như này." nhất là đối mặt với loại tồn tại như huyết ma lão tổ, còn thêm cả một trí tôn tần thương. Bây giờ Lưu Truyền Sơn cũng không biết sở thanh mặc rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng chuyện này, ông ta cũng không hỏi. Có một số việc ông ta không thể tùy tiện hỏi. Đây là quy củ, cũng là giới hạn chót. Đương nhiên, nếu sở thanh mặc đồng ý nói, ông ta vẫn rất muốn biết. Ý của ta là 20 năm về sau, chuyện này có lẽ sẽ có thay đổi. Sở thanh mặc nhìn thoáng qua Lưu Truyền Sơn. Kỳ thật bên thím, Ta nghĩ đã có thể gọi bà ấy tỉnh lại rồi, thời gian 20 năm, ta nghĩ các người sẽ rất hạnh phúc. Lưu Phong và Lưu Vân ở một bên đôi mắt nháy mắt đã đỏ lên, tình thương của mẹ, điều có vẻ như đơn giản này bọn họ lại chưa từng được hưởng thụ, đây là yêu cầu xa vời nhất của họ. Lưu Truyền Sơn trong nháy mắt đã hiểu ý của Sở Thanh Mặc, ông ấy cũng không tin, nhưng cho dù có tin hay không, 20 năm sau đều phải đối mặt với chuyện này. Nói một cách khác, cho dù là vợ của ông ấy, vị tiểu công chúa của ma tộc tiếp tục hôn mê 20 năm tới 20 năm sau ma tộc tới cửa nhất định phải thanh toán xong phần chuyện này, cùng với đó còn không bằng sống hạnh phúc nốt 20 năm tiếp theo, chuyện tương lai thì để tương lai tính đi, Lưu Truyền Sơn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã suy nghĩ thấu tất cả, cũng trong nháy mắt đã đồng ý với đề nghị này của Sở Thanh Mặc, còn rể nhà mình có nói gì cũng sẽ không thể hại bọn họ được. Nghĩ vậy, Lưu Truyền Sơn gật đầu nói. Được, chuyện này cứ làm thế đi. Lưu Phong ở một bên thanh âm có chút run rẩy hỏi. Cha Chúng ta, thật có thể nhìn thấy mẹ à? Lưu truyền sơn gật đầu. Một không? Lưu Phong dùng sức gật đầu. Nằm mơ cũng muốn. Lưu Vân ở một bên, lệ đã rơi đầy mặt. Kỳ tiêu vũ cũng cảm thán, nghĩ người ta đều có cha mẹ, nàng không có cũng là một khuyết điểm lớn, nhưng mà nàng có sở thanh mà cũng đủ rồi. Nghĩ thế, kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc, tự nhiên cười nói. Ngày thứ hai sở thanh mặc mang theo kỳ tiêu vũ cáo từ người nhà Lưu Vân, trước khi đi, Kỳ tiêu vũ cứ kéo Lưu Vân già nói chuyện riêng rất lâu, sau đó mặt Lưu Vân đỏ bừng để kỳ tiêu vũ đi ra. Trên đường đi, sở thanh mặc có chút hiếu kỳ hỏi kỳ tiêu vũ. Ngươi cùng đang nói gì với nhau? Lưu kỳ, vũ cười hi hi nói. Chuyện bí mật của con gái, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Sở thanh mặc không kìm được đào đảo mắt, lúc này, kỳ tiêu vũ chạy đến gần ghé lên vai sở thanh mặc lười biếng nói. Chúng ta đi phiêu diêu cung đi, đi xem xem hậu cung của ngươi, ai cha, hoàng đế bệ hạ của ta chất lượng của hậu cung của ngươi thật cao tuy tiện tìm một người đều là hùng nhan kinh tài tuyệt thế đương thời sở thanh mặc nói cái gì là hậu cung của ta ngươi đừng có nói linh tinh làm hại sự trong sạch của người ta kỳ tiêu vũ đếm đếm trên đầu ngón tay rồi nói thủy y y đúng không đây là gia gia định thân ngươi dám cực tuyệt nàng ta đối với người tốt như thế ngươi nhẫn tâm cực tuyệt sở thanh mặc trầm mặc đối với thủy y y hắn đích thực cảm thấy có lỗi với nàng nhất là năm đó khi hắn rời đi câu nói kia quả thật làm hắn rất xúc động trong tim sau đó là rượu nhất nương thẩm tinh tuyết hai nàng ta đều tính cả chứ người nhẫn tâm nhìn hai nàng ta cô đơn đến già không gả cho người bọn họ còn có thể gả cho người khác sao kỳ tiêu vũ nói sở thanh mặc tiếp tục trầm mặc hắn ta đột nhiên cảm thấy trách nhiệm mà hắn phải gánh vác rất là trầm trọng có chút tình có ít người ta thật không thể phụ người ta sau đó kỳ tiêu vũ lại nói hoa tiểu nha hoảng họa, ừ, các nàng dường như không có cái ý đó, nhưng tần thi và đồng ngữ chắc chắn là có. Đối với các nàng, người không những có ân cứu mạng, còn là có ân tái tạo, bọn họ cảm kích muốn lấy thân báo đáp, đó là đạo lý bình thường, hơn nữa ca ca của ta tốt như thế, bọn họ không thể nào không thích, sở thành mặc xám xịt cả đầu. Kỳ tiêu vũ lại cứ thế nói. Còn Phương Lan, đó là đồ đệ của huynh, cái này là không có khả năng, tuy nói là cưới đồ đệ của chính mình cũng không có gì là lớn lao, nhưng tiểu hài từ kia đối với ngươi chỉ sợ đều là sự sùng bái này coi như không tính còn bình bình là tiểu nha hoàn ngươi thu nhận nàng ta cũng được tính chứ gả hay không gả cho ngươi làm việc của người ta cái này cũng có thể không tính ta không cho rằng nàng thích ngươi đến mức không phải ngươi thì không lấy được rồi đừng gọi đó mà tính toán nữa sở thanh mặc đầu to như cái đấu cảm thấy chuyện này còn đau đầu hơn phải đấu với một trí tôn không được không được huynh đừng đánh đứt luồng suy nghĩ của ta để ta nghĩ xem còn có ai thẩm ngạo băng khụ khụ cái này không đúng nàng ta là gì của tinh tuyết hoa tam nương ngoa nàng là mẹ của hoa tiểu nha thẩm ngạo băng cũng coi như thôi lục thiên duyệt và lục thiên kỳ hai nàng hai nàng ta năm đó rất có hảo cảm với ngươi điều này là nhất định rồi nhưng sau khi hai nàng ta kiến thức được thế giới phồn hoa chưa chắc còn có thể nghĩ như thế nếu quả thực vẫn giữ được tấm lòng son thì thu cũng được kỳ tiêu vũ cao mày trầm tư suy nghĩ việc hối hận nhất bây giờ của sở thanh mặc chính là trong năm năm kia nói với kỳ tiêu vũ về tất cả mọi người mọi việc cho nên bây giờ kỳ tiêu vũ quả thực đều quá hiểu về những người bên cạnh hắn nàng lại còn thông minh như vậy nên đoán lòng người rất là chuẩn gần như ai nàng ta cũng đều có thể nói đến điểm chính yếu kỳ tiêu vũ vẫn còn ở bên kia nhỏ giọng thầm thì thiên giới bên này có ai đúng rồi đúng rồi tiên giới ở bên kia vẫn còn sót hai muội tử nhưng hai muội tử này ừ bọn họ đối với ngươi chắc cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi, ca ca của nhà ta, ai mà không có hảo cảm cơ chứ, các nàng lúc trước đều có mối tình đầu. Có thể càng dễ dàng chấp nhận nơi phồn hoa nơi thiên giới, hơn nữa phương diêu cung cường thịnh như thế này, muốn theo đuổi các nàng có hàng tá, hàng tá người, ừ, như thế này, chỉ cần không phải một lòng một dạ muốn gả cho huynh, thì chúng ta cũng không thành báo gì. Sở thanh mà không kìm nổi nước mắt, trong lòng tự nhủ đây là việc gì. Kỳ tiêu vũ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói. Còn có, Thiên giới bên này tư đồ đồ, cái tiểu nha đầu kia, năm đó còn lấy cung tiện vắn người, ta không cho người cưới à. Sở thanh mặc mặt xám ngoét, trong lòng nghĩ người ta cũng chưa từng nghĩ là sẽ gả cho ta. Sở thanh, ách, đó là tỷ tỷ của chúng ta, không tính. Kỳ tiêu vũ chấp chấp mắt, nhìn sở thanh mặc. Như thế chỉ còn lại hai người thôi, hồ điệp tiên tử, ồ, người ta chỉ tỏ ra chỉ đơn thuần là người tùy tùng của huynh, tuy trên danh nghĩa mà nói, hoàn toàn thuộc nhóm tùy tùng nhưng việc tùy tùng gà cho người khác trước đây cũng không phải chưa có hơn nữa trong giới tu hành đại đa số nữ tu đều không lấy đạo nữ đó mới là lựa chọn chân chính hai câu này của kỳ tiêu vũ coi như nói ra bản chất bởi vì trong mắt kẻ tu hành tu hành mới là chuyện quan trọng nhất có đạo lữ tất nhiên sẽ phải phân tâm sẽ khó tránh khỏi tu hành bị chậm trễ cho nên trong giới tu hành rất nhiều nữ tu đều chọn lựa sẽ không gả cho người khác càng tu luyện lên cảnh giới cao càng dễ chọn cô độc sống đến già tựa như người nổi tiếng nhất thiên giới phiêu linh nữ đế mạnh phương hoa cuộc hôn nhân ngắn ngủi năm đó chỉ là vì nàng ta thực hiện lời hứa sau đó vẫn bảo vệ tấm thân trong trắng rồi tự đo đi xa cho đến khi cuối cùng sống ba đời cho đến khi hóa đạo cũng không có chọn đạo nữ kỳ tiêu vũ nói như thế cuối cùng còn có nguyệt khuynh thành ánh mắt nha đầu kia nhìn ngươi như muốn giỏ nước rõ ràng là muốn làm người phụ nữ của huynh nói xong nàng cười dài nhìn sở thanh mặc nào để ta đếm cho huynh lưu vân y y nhất nương tinh tuyết tần thi đồng ngữ nguyệt khuynh thành chỉ có thế thôi sao mới có bảy người sao mãi như thế trong đó hai nàng tần thi và đồng ngữ còn có thể chọn tu hành cả đời không lấy chồng ai nha ca ca ta phát hiện ca ca bao lâu nay ưu tú như thế mới có vài cô nương này một lòng một dạ đối với huynh bởi vì cho dù là nhất nương và tinh tuyết tâm tư các nàng bây giờ đều dành cho phiêu diêu cung và tu hành rồi bây giờ thật lòng muốn gả cho huynh chỉ còn có lưu vân y y còn có nguyệt khuy thành cái cô tiểu nha đầu ngốc nghếch mới có bốn này này điều này cũng điều này cũng làm sao sở thanh mặc liếc mắt cũng không còn sức đi giải thích gì nữa với kỳ tiêu vũ dù sao hắn cũng cảm thấy lần này sau nàng khi khôi phục hoàn toàn liền giống một người khác thoạt nhìn đầu óc đều linh hoạt như là chưa xảy ra chuyện gì nhưng mà làm sao tự nhiên biến thành một người khoan dung độ lượng đây rõ ràng là quá không hợp lý kỳ tiêu vũ lúc này ôn nhu nhìn sở thanh mặc sau đó nhỏ nhẹ nói ca ca có phải cảm thấy ta có chút lo chuyện không đâu không chuyện gả cho người khác đâu phải là chuyện không đâu sở thanh mặc thở dài một tiếng chỉ cảm thấy như thế có chút ấm ức cho người ta không có cảm thấy ấm ức kỳ tiêu vũ nhẹ nhàng dựa vào vai sở thanh mặc nói huynh biết không cái cảm giác linh hồn bị áp chế trong một góc thân thể đều không thuộc về chính mình có biết bao gian nan cái cảm giác đó như sống không bằng chết lý do ta còn kiên trì đến bây giờ chỉ duy nhất là vì chính huynh thôi cho nên lúc đó ta liền quyết định nếu ta có thể hồi phục lại ta sẽ không để ý gì hết chỉ cần ca ca cần ta là ta đã mãn nguyện rồi việc của huynh chính là việc của ta ca ca trong mày ta liền không vui ca ca cười ta liền vui chỉ đơn giản như vậy sở thanh mặc kéo kỳ tiêu vũ về trước hạ giọng nói vất cả cho muội rồi không vất vả không vất vả những chuyện đó đều là những chuyện quý giá nhất mà ta trải qua, làm cho ta cảm ngộ được đạo hoàn toàn mới. Kỳ tiêu vũ cười tủm tỉm, trên mặt không nhìn ra được nửa điểm đau thương và nỗi buồn. Ca ca là vương giả chân chính của thế gian, bên cạnh vương giả không có hồng nhan vây quanh thì còn gọi chi là vương giả, ta cảm thấy vẫn còn ít, đợi khi về chúng ta đánh lên la thiên tiên vực, cấp công chúa trong hoàng tộc của bọn họ đi. Sở thanh mặc vội lấy tay che miệng kỳ tiêu vũ. Bà cô, chớ có nói lung tung, ừm bây giờ thực lực còn thiếu hơn nữa hoàng tộc bên đó hình như đều là người nhà của ca ca bỏ đi chúng ta đi cướp con gái nhà người khác con gái nhà nào cao quý chúng ta liền đi cướp nhà đó kỳ tiêu vũ nói như đinh đóng cột sở thanh mặc trợn tráng mắt đột nhiên có loại cảm giác tiểu nha đầu bên cạnh chính mình hình như còn trong tình trạng nhập mà chưa hoàn toàn thoát ly đi ra trên đầu mọc một cái sừng sau mọc ra một cái đuôi đó là một ác ma chân chính sau đó hai người về đến linh đan thành ở đây sau khi gọi hưu độ và nhuyệt khuynh thành cùng với thanh long ra nhanh chóng bay về hướng trung bộ thiên giới về tòa thành thiên vực cổ xưa bây giờ phải gọi là phiêu diêu thành thanh long uốn lượn trong hư không chốc lát đi được nghìn vạn dặm thần long nhìn thấy đầu không thấy đuôi tốc độ gần đạt đến cự trạn trên đường đi bạch hổ không biết vì sao đột nhiên không bạo động giống như trước nữa ngoan ngoãn nằm sấp vào thân thể khổng lồ của thanh long không biết là đang nghĩ gì sở thanh mặc nhìn nó đột nhiên hỏi ngươi có muốn về nhà không Bạch Hổ nhìn Sở Thanh Mặc một cách lười nhác, ngoảnh mặt sang một bên chẳng buồn nói với Sở Thanh Mặc, lúc này, Thanh Long đột nhiên nói: "Này ta nói cho biết, ta không đồng ý với kiểu như vậy đâu, nó là người của ta, ngươi muốn bắt nó đi, bản Long sẽ lửa mạng với ngươi." "Người của ngươi?" Sở Thanh Mặc vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt Thanh Long tỏ vẻ đắc ý nói: "Tối hôm qua." "Khụ khụ." "Không được nói." Bạch Hổ đột nhiên hét lên, trong thanh âm đó không có mấy chút phẫn nộ, nhiều phần là e lệ. Trong lòng sở thanh mặc mừng rỡ, không ngờ tên thanh long kia lại mạnh mẽ như thế, hình như đã âm thầm xử lý xong bạch hổ rồi, nếu như thế quả thực là rất tốt. Hai thần thú cấp chuẩn trí tôn, sau này đối diện với ma tộc sẽ có chiến lược mạnh mẽ mà. Nhóm người sở thanh mặc, hai ngày đi vạn dặm, sau vài ngày, đã tiếp cận đến phiêu diêu thành, thanh long to lớn lao đi trong hư không, không một chút che lấp đi khí tức, do đó khi còn cách phiêu diêu thành trăm triệu dặm đã bị phát hiện, một con rồng dài màu đỏ trong giây lát bay lên chiếm cứ không phận phiêu diêu thành chiếc vảy màu lửa như một đám mây đỏ vô cùng lớn chung lấy hư không kẻ tới là ai thanh âm uy nghiêm của hỏa long vang vọng lên trong hư không hóa thành tiếng ù ù chuyển khắp trăm triệu dặm bầu trời thời khắc này không biết bao nhiêu người mặt mày tôn kính ngẩng lên không trung nhìn cự long to lớn màu đỏ bên này thanh long lập tức vui vẻ ây tiểu hồng người ăn nói hẳn hoi không chừng ta sẽ cho ngươi mượn hai lạng chân long huyết để ngươi thăng cấp thành chân long tiểu hồng hai lượng chân long huyết tiên sư bà ngoại nhà nó chứ ai mà thiếu đạo đức như thế hỏa long bên này trực tiếp nổi giận nhưng nó còn chưa kịp nổi cơn liền nhìn thấy đám người bên trên thanh long sở thanh mặc đôi mắt hỏa long mở to quả thực không thể tin vào mắt mình nữa nó mở to miệng phát ra một tiếng rồng gầm cao vút và vang dội tiếng gầm đó biến thành thanh âm ù ù vang vọng quanh quần dẫn đất trời sở thanh mặc trên lưng thanh long thấy hỏa long uốn lượn trên mặt lộ vẻ vui mừng nhìn hỏa long nói hỏa long đã lâu không gặp ha 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 cuối cùng ngươi cũng trở về thật tốt quá hỏa long hưng phấn cười giọng nói ù ù long trời nở đất tiểu hồng ngươi vẫn chưa trả lời ta có muốn biến thành chân long hay không thanh long tâm tình rất tốt liền trêu đồ hỏa long ta không phải là tiểu hồng hỏa long liền tức giận nói nhưng hơi thở trên người thanh long phát ra quả thật làm nó cảm thấy run rẩy cảnh giới hai bên chênh lệch rất lớn cái loại áp lực đến từ linh hồn làm hỏa long rõ ràng ở thế hạ phong được rồi lão bằng hữu sở thanh mặc vỗ vỗ vào đầu thanh long sau đó từ trong hư không đi tới lúc này trong phiêu diêu cung bên trong phiêu diêu thành sở thanh mặc đột nhiên trở về đã làm kinh động tất cả mọi người hầu như ai nấy đều lập tức bay lên không trung ngoại trừ một số trưởng lão danh dự không thường trú ở đây còn lại mọi người tất cả đều đã đến Hồng Nguyệt và Tử Yên hai người dẫn đầu bay lên hư không, nhìn thấy sở thanh mặc, khóe mắt của hai người có chút ướt át. Các nàng mặc dù không cùng sở thanh mặc đến chỗ huyết ma lão tổ, nhưng các nàng không khi nào là không bận tâm về sở thanh mặc, hơn nữa áp được các nàng phải gánh vác cũng vô cùng to lớn, nói các nàng không có đi tới tiền tuyến nên rất thoải mái thì không phải. Trên thực tế, chấn thủ tại thiên giới này, gánh nặng trên người các nàng cũng vô cùng trầm trọng, đồng thời còn phải canh cánh nỗi lo về sở thanh mặc, cái loại cảm giác vô cùng nóng ruột nóng gan này, ngay cả chuẩn trí tôn hồng nguyệt ít khi giao động cũng đều phải chịu tra tấn quan tâm quá sẽ loạn đối với sở thanh mặc các nàng không thể không quan tâm hiện giờ rốt cục nhìn thấy sở thanh mặc trở về cái loại vui vẻ này đều phát ra từ tận trong đáy lòng tiếp đó những người khác từng người từng người đều bay lên không trung thập đại tổ sư của phiêu diêu cung rượu nhất nương thẩm tinh tuyết hoa tiểu nha hoàng họa tần thi đồng ngữ phương lan bình bình lục thiên duyệt lục thiên kỳ không thiếu một ai tất cả đều xuất hiện trước mặt sở thanh mặc trong mắt tất cả mọi người nhìn về sở thanh mặc đều hiện lên vẻ vui mừng trước kia khi ở nguyễn thần giới cũng đã từng gặp một lần nhưng lần đó vì rất nhiều nguyên nhân bọn họ chưa từng có thời gian trò chuyện tử tế lúc này đây mới thật sự là gặp nhau ngoài hiện thực cách lần chia tay khi đó đã là qua rất nhiều năm đối với người tu hành mà nói năm tháng tu hành là vô tận đừng nói là mười mấy năm cho dù là vài chục năm vài trăm năm đối với người tu hành mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt nhưng nếu trong lòng còn vướng bận, thì một ngày không gặp cũng như trải qua ba mùa thu. Cho nên những người này sau khi nhìn thấy sở thanh mặc, niềm vui phát ra từ tận sau trong trái tim đều không có lời nào có thể diễn tả được. Nhất là rượu nhất nương và thầm tinh tuyết, hai nàng nhìn thấy sở thanh mặc thì không kìm được nước mắt rơi xuống. Sau đó tất cả những người khác cũng đều đi ra chào sở thanh mặc. Những người này đều là những người trong đoàn trưởng lão của phiêu diêu cung. Hắn thấy quá nhiều người quen, không có biện pháp nào cho hỏi hết mọi người, chỉ có cách ôm quyền. Cảm ơn, cảm ơn mọi người, trong nhóm người, cha của Tần Thi, Tần Vũ Tông đứng ra nói. Phải nói là bọn ta phải cảm ơn mọi người, cảm ơn Sở thị nhất mạch đã cống hiến cho toàn bộ thiên giới. Mặc dù không có tin tức rõ ràng, nói rằng trận pháp cuối cùng bị Sở Mặc phá vỡ, nhưng trải qua hơn 50 năm, ma tộc không quay lại, Sở Thanh Mặc lại bình an quay trở về, điều này đã nói rõ ràng rồi. Lúc này, càng ngày càng có nhiều người bay ra từ trong phiêu diêu thành, bọn họ mặc dù đều không phải là người của phiêu diêu cung, nhưng bọn họ đều là tu sĩ của phiêu diêu thành bọn họ đều muốn gặp người thanh niên cử phách trong truyền thuyết này thủy y y cũng nằm trong số đó nàng lại không đứng ra bởi vì nàng nhìn thấy hắc y nữ tử sinh như hoa bên cạnh sở thanh mặc chỉ trong chốc lát nàng đã nhận ra người con gái đó là ai dù sở thanh trước đó không nặng lẽ truyền tin tức cho nàng nàng cũng có thể đoán được liếc nhìn xuống phía sau ngay cả nàng cũng bị kinh ngạc cảm thấy sở thanh mặc vẫn luôn thích kỷ tiêu vũ cũng không phải là không có đạo lý cô gái như thế này ngay cả con gái đều nhìn thấy là thích chứ chưa nói gì đến một nam nhân. Diệu nhất nương và đám người thầm tinh tuyết, chưa dám tiến lên trước cũng là vì có kỳ tiêu vũ đứng ở bên cạnh sở thanh mặc, bọn họ không muốn để kỳ tiêu vũ hiểu nhầm. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút chua sót, nhưng thực tình bọn họ vẫn chúc phúc cho sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ sẽ đi đến cuối cùng. Cũng chỉ có duy nhất bọn họ mới hiểu rõ, hai người sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ bọn họ phải trải qua biết bao gian nan mới có thể chân chính đến được với nhau, bọn họ đã phải trả giá rất nhiều các nàng không có tiến lên trước nhưng kỳ tư vũ lại cười dài nhanh đón bọn họ trong lòng nàng vẫn còn giữ ý định trước kia nàng muốn xác định lại lần cuối cùng trong nhóm hồng nhan oanh oanh yến yến này ai mới là người thực lòng muốn ở bên cạnh sở thanh mạc ai muốn gả cho người khác còn ai muốn một lòng tu hành không lấy chồng chuyện này với tư cách là vợ của sở thanh mạc nàng phải làm cho rõ ràng ánh mắt của nàng trước tiên rơi xuống trên người của thủy y y là thủy cô nương phải không thủy y, y khẽ nhướng mày sau đó cười như là không có chuyện gì. Không sai, người là Kỳ Khô Nương, chúng ta còn từng gặp mặt nhau đấy. Hai người đều ưu tú như nhau, cùng là người con gái hoa thơm tuyệt sắc, ngay trong lần gặp mặt chính diện lần đầu, giữa hai người liền cọ ra tia lửa, sợ tới mức không ít người đều phải tránh ra một bên, đều e sẽ lan đến mình. Tuy nhiên, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y, y lại không có bất kỳ lời nói giao phong nào, chỉ là trao cho nhau một cái ánh mắt, sau đó cười dài đưa tay về phía rượu nhất nương. Trận gió này chuyển hướng quá đột ngột, làm cho mọi người đều có một cảm giác khó có thể tức nhận được. Chỉ có người trong cuộc hai bên trong lòng mới rõ nhất. Thủy y y. Nữ tử này đúng là quá thông minh, nàng ta không ngờ lại thông minh chắc tuyệt đến mức như thế này. Đúng là gặp đối thủ. Kỳ tiêu vũ. Khó trách dám lên bản tin công khai tỏ tình với Kaka, đích xác rất là ưu tú. Có một tỷ muội như thế làm đối thủ nhất định không cô đơn rồi. Bên kia, sở thanh mặc chân chân nhìn cảnh tượng này, sau đó giả vờ như không nhìn thấy gì, cười tung tìm cùng đám người tần vũ tông chào hỏi mọi người. Hồ Liệt Huynh, đã lâu không gặp, đạo hạnh lại tình tiến rồi, ha ha, Thanh Phong Huynh, không ngờ Huynh cũng ở đây, cảm ơn Huynh đã ủng hộ phiêu diêu cung nhé, ha. Trường Bình, ha ha, Hảo Huynh Đệ. Huyên Nhi, Huyên Huyên, cảm tạ hai người đẹp đã ủng hộ. Tề Bác, Hãn Hải, Lục Công Tử, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp ha ha ha. Thái Điệp, chúng ta lại gặp nhau, cánh của người rất đẹp, đúng, đúng, ngươi là tùy tùng của ta, được rồi, trở về ta sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Đồng Tiểu Thư, Phương Hồng Nhạn, ừ đương nhiên là nhớ rõ ngươi, chuyện cũ đều đã qua rồi, ha ha, từ yên, xin chào, xin chào, ngươi là Tào Thái Dung, nữ đế trẻ tuổi, ai, tại sao lại trừng mắt nhìn ta? Sở thanh mạc hi hi ha ha chào hỏi nhóm người này, sau đó hắn nhìn thấy một người thanh niên tướng mạo anh tuấn nhìn rất xa lạ nhưng từ trên người thanh niên này hắn cảm nhận thấy khí tức ngũ hành chi kim rất mạnh thể chất ngũ hành chi kim bẩm sinh vượt qua đạo cảnh đây là ta là kim ô thanh niên nhìn sở thanh mặc mỉm cười ôn hòa trong lòng mang theo vài phần ký ức cũng cảm thán khi ta mới biết người người vẫn còn rất nhỏ yếu không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như thế đã vượt xa ta rồi hóa ra là kim ô đại đế Sở Thanh Mặc nghiêm túc hẳn lên, còn thi lễ với Kim Ô đại đế, vị này năm đó là người có trợ giúp rất lớn đối với hắn, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Sở Thanh Mặc vẫn nhớ phần ân tình này, hắn lấy ra ta một chân hòa sau đó nói: "Cảm ơn đại đế ân đức ban thưởng hòa năm đó." Rất nhiều người, tất cả đều hướng về Kim Ô đại đế, thế mới biết hắn cùng Sở Thanh Mặc lại còn có ngọn nguồn như thế. Kim Ô đại đế đối với việc Sở Thanh Mặc còn nhớ đoạn ân tình này trong lòng cảm thấy vô cùng cảm khái, một hành động nhỏ năm đó để lại một mối duyên lành khi đó y không ngờ sở thanh mặc sẽ trưởng thành đến trình độ như ngày hôm nay điều này rất ngoài dự liệu của y tiếp theo ba cây đại dừa cái thế hống và phong quân tử cùng với hoàng kiếm lan cũng trực tiếp đi ra xuất hiện trước mặt sở thanh mặc trong lòng bọn họ càng cảm thấy cảm khái sau đó sở thanh mặc cùng đám người đi xuống trở về phiêu diêu cung cả phiêu diêu cung lúc đó bỗng náo nhiệt hẳn lên trong những đệ tự hán thu nhận ở nhân giới có rất nhiều đã phi thăng lên thiên giới tiểu hòa thấy sở thanh mặc lại nghẹn ngào mắt đỏ hoe quỳ xuống hành đại lễ người trong phiêu diêu cung bắt đầu chuẩn bị yến tiệc sở thanh mặc trở về nhất định phải chúc mừng một fan hẳn hoi mới được sau những năm bảng tin không có lấy tin tức lại một lần nữa vì cái tên sở thanh mặc mà lại náo nhiệt hẳn lên đồng thời có vài tin tức trực tiếp khiến toàn bộ thiên giới nổ tung sau đó làn tràn đến thiên giới linh giới làm cho cả thu hành giới xôn xao huyết ma lão tổ đã phải đền tội vị lão tổ trí tôn tự phong ấn mình của tần gia kia cũng đã ngã xuống. Bọn họ đều là những kẻ nhập ma, bọn họ thay ma tộc chấn thủ tòa trận Pháp La Thiên phá diệt cuối cùng. Sở thị nhất mạch thương vong thê thảm, nghiêm trọng, mười mấy đỉnh cấp tu sĩ, cuối cùng chỉ có vài người trở về. Tòa La Thiên pháp trận cuối cùng không hoàn toàn bị phá đi, pháp trận đó quá mạnh mẽ, không có cách nào phá hỏng, nhưng bị người trong sở thị nhất mạch dùng sinh mạng phong ấn 10 năm, 5 năm sau lại bị sở thanh mặc phong ấn 15 năm, tức cũng là nói 25 năm sau, không ai có thể ngăn cản ma tộc tấn công. 25 năm sau, thiên giới ác sẽ xảy ra một hồi đại chiến. Tin tức cuối cùng này làm rất nhiều người không thể không trầm mặc lại, nhưng trong lòng bọn họ cảm kích sở thanh mặc và sở thị nhất mạch vô cùng. Trên bảng tin, có người phát ra một đoạn tin nhắn như sau. Nếu không có sở thị nhất mạch, nếu không có sở thanh mặc công tử, thiên giới của chúng ta sẽ thành như thế nào? bên dưới vô số người tiến hành trả lời lại, gần như mọi người đều đang khen ngợi sở thanh mặc, khen ngợi sở thị nhất mạch. Sở thị nhất mạch hoàn toàn xứng đáng là gia tộc thủ hộ thế giới của chúng ta, bọn họ đáng được tôn trọng. Giới tu hành bây giờ không có vương thất, nhưng tôi hy vọng giới tu hành cũng xuất hiện vương thất, đó chính là sở thị nhất mạch, sở thanh mặc chính là vương giả chân chính của thế giới này. Một tu sĩ không biết tên đề nghị, chốc lát đã được vô số người đồng tình. Vua của thiên giới, cứ vậy sinh ra thất canh siêu cấp đại bạo phát. Vua của thiên giới, cái này hơi quá rồi, ta có tài có đức gì mà đạt được danh hiệu này, thật hoang đường. Sau khi trở về phiêu diêu cung ngày thứ ba, sở thanh mặc say khi biết chuyện này, liên tục cười khổ xô tay. Đây chính là đưa ta lên lò lửa mà, ta không có tư cách xương vương. Kỳ thực cũng không có gì lớn lao cả, hơn nữa chưa nói đến việc ngươi làm việc vì thiên giới, chỉ riêng chuyện huyết mà lão tổ và tầm thương đều bị người chấn áp thì người đủ tư cách này, vui vẻ nhận danh hiệu đó rồi hồng nguyệt nhìn sở thanh mặc thản nhiên nói khiêm tốn là chuyện tốt nhưng cũng không tất yếu phải coi nhẹ bản thân mình từ yên gật gật đầu nhìn sở thanh mặc nói thiên giới như bây giờ quá cần một tấm gương như huynh bởi vì áp lực ma tộc đem đến thực sự là quá lớn người người cảm thấy bất an trong lòng tu sĩ nào cũng khó có thể yên ổn vất vả lắm mới xuất hiện một người như huynh chắc chắn sẽ trở thành tấm gương trong mắt các tu sĩ sở thanh mặc cười khổ hắn cảm thấy mình không xứng với danh hiệu này làm vua của một giới to lớn như vậy không phải chỉ có thực lực mạnh mẽ là được hắn cho rằng việc hắn làm không đủ để kham nổi cái danh hiệu này nhưng ngay cả hồng nguyệt và tự yên đều nói như thế cũng rất chân thành khuyên sở thanh mặc tiếp nhận danh hiệu kia điều đó cũng chứng minh cả giới tu hành trên thiên giới đều công nhận sở thanh mặc hồng nguyệt nhẹ nhàng nói ngươi đừng quên rằng bọn họ còn trực tiếp tiến cử họ sở làm người thủ hộ của toàn bộ viêm hoàng đại vực chớ xem thường danh hiệu đó trong quá khứ mặc dù tất cả mọi người đều biết sở thị nhất mạch từ cổ trí kim luôn luôn thủ hộ thế giới này nhưng chưa từng có ai chân chính dùng gia tộc thủ hộ để xưng hô đối với sở thị nhất mạch như bây giờ sở thị nhất mạch cuối cùng cũng được thừa nhận tin rằng cho dù là lão gia cũng sẽ cảm thấy vui mừng sở thanh mặc cật nhẹ đầu so với danh hiệu vua của thiên giới sở thị nhất mạch được xưng là gia tộc thủ hộ viêm hoàng đại vực hắn còn cảm thấy vinh quang hơn toàn bộ thiên giới gần như rất khó nghe thấy tiếng phản đối ngay cả ngẫu nhiên có vài người nhảy ra nói này nói nọ cũng rất nhanh chóng bị vô số tu sĩ nhổ nước miếng dìm chết. Sở thanh mặc, thiên giới chi vương, ha ha, ta công nhận hắn rất mạnh, nhưng có thể đừng nói giỡn được không, ngay cả những trí tôn của kỷ nguyên trước cũng chưa từng được xưng hô danh hiệu này, chỉ là một đế chủ trẻ tuổi đã dám xưng vương. Ngươi là cái thứ gì, chỉ là một người còn trẻ tuổi, người ta đã sớm bước vào hàng ngũ trí tôn rồi đấy, còn nữa, huyết ma lão tổ, cái tên này, trước đây ngươi dám nhắc tới hay không, tổ tiên của ngươi dám không, người bên cạnh ngươi có dám hay không, nhưng một người vô cùng mạnh như thế lại bị sở công tử đánh bại. Còn nữa, trí tôn lão tổ tần thương của tần gia, chính là một trí tôn của kỷ nguyên trước, kết quả như thế nào, còn chẳng phải cũng đành chịu chết dưới tay sở công tử sao, người trẻ tuổi hùng mạnh như vậy không được tôn thành vương giả, thì ngươi được chắc. Cho dù cả thiên giới gần như không có bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy trận đại chiến suốt 6 năm đó, nhưng sự kính trọng của mọi người đối với cái tên sở thanh mặc và đối với sở thị nhất mạch đều rất sâu đậm bởi vì tin tức này cũng không thể tùy tiện lưu truyền ra ngoài được nếu nói láo chính là muốn nhận hậu quả lớn chớ nói trở về cùng với sở thanh mặc còn có nguyệt khuynh thành còn có cả những người của sở thị nhất mạch khác bọn họ tuy rằng rất khiêm tốn không đứng ra nói bất kỳ lời nào nhưng nguyệt khuynh thành người tùy tùng bên cạnh sở thanh mặc lại dám lấy nguyên thần bản mệnh ra thề lời thề kiểu này ai dám không tin ai có thể không tin tóm lại danh hiệu thiên giới tri vương của sở thanh mặc cứ như thế thành sự thật mặc dù không ai dâng vương miện cho hắn nhưng đều được mọi người tán thành thành một ông vua không ngai chân chính kỳ tiêu vũ chỉ dành vài ngày thời gian liền hòa hợp cùng với mọi người trong đó lại rất nhanh trở thành những tỉ muội tốt của những cô gái của phiêu diêu cung vị công chúa của tinh linh tổng ngày nào bây giờ tỏa ra hơi thở dễ gần tràn ngập điều này làm những người trước đây thường bất an toàn bộ đều tiếp nhận nàng ấy trong thời gian ngắn nhất tuy nhiên kỳ tiêu vũ cùng có chút không được vui bởi mấy ngày này sau khi sắp xếp thông tin, nàng đưa ra một kết luận không thể ngờ. Trong những người này, kẻ chân chính muốn gả cho sở thanh mặc chỉ có một mình Thủy Y Y. Đây rõ ràng là vừa xa tất cả những dự đoán của nàng, thậm chí ngay cả Nguyệt Quynh Thành, người mà luôn luôn bên cạnh sở thanh mặc, khi đối diện với kỳ tiêu vũ luôn có thái độ rất chân thành, đều tỏ vẻ ngượng ngùng. Còn có Diệu Nhất Nương, Thầm Tinh Tuyết, những người đã ở bên cạnh sở thanh mặc ngay từ những ngày đầu, cũng đều tỏ vẻ không muốn lập gia đình, thầm nghĩ nhất tâm hướng đạo. Tần Thi và đồng ngữ lại kiên quyết, bọn họ đều cho biết cuộc đời này các nàng không rời khỏi phiêu diêu cung, nguyện ý cố gắng hết sức mình vì tương lai của toàn bộ thế giới. Nhưng những người này đều có ý muốn làm tỉ muội tốt với Kỳ Tiêu Vũ, làm bạn thân thiết nhất trốn khuê phòng. Kỳ Tiêu Vũ không tin cái sự lạ này, đi tìm tư đồ đồ, người mà nàng phủ định đầu tiên, đương nhiên, cái gọi là phủ định chỉ là giỡn chơi mà thôi. Kỳ Tiêu Vũ hỏi tư đồ đồ có nguyện ý làm tỉ muội với nàng, cả cho sở thanh mặc hay không kết quả. Tư đồ đồ cười lớn, ta nguyện ý trở thành tỉ muội với ngươi, ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi, hay là nàng đừng gả cho sở thanh mặc nữa, ta cùng nàng sống với nhau đi. Kỳ tiêu vũ thiếu chút là điên tại chỗ, trực tiếp thua chạy. Đến cuối cùng, nàng tóm được rượu nhất nương, người mà đi theo sở thanh mặc từ khi còn thiếu niên, người đi theo sở thanh mặc lâu nhất cũng là người hiểu các cô gái của sở thanh mặc nhất, hỏi nàng nguyên nhân vì sao, kỳ tiêu vũ hỏi. Nhất nương tỷ, lẽ nào tỷ không thích sở thanh mặc? Thích, Diệu Nhất Nương trả lời rất dứt khoát. Thích nhiều không? Kỳ Tiêu Vũ hỏi. Ta có thể vì hắn làm tất cả, ngay cả tính mệnh của ta. Diệu Nhất Nương nhìn Kỳ Tiêu Vũ nói. Chính là thích như thế đó. Vậy tại sao? Kỳ Tiêu Vũ vẻ mặt khó hiểu. Thích, không có nghĩa nhất định phải đi chiếm hữu, hắn cũng thích chúng ta, nhưng không giống như là thích người, thế giới này người có thể chân chính làm hắn rung động chỉ có mình người, Rượu nhất nương cuối cùng cũng nói ra sự thật, nàng nói. Thủy y y là vì hôn sự mà ông hắn đã định, hơn nữa cũng rất thật lòng đối với hắn, cũng yêu hắn chân tình. Đúng, tình cảm của Thủy y y đối với tiểu mặc, đó là yêu, bọn ta chỉ là thích, thích và yêu là hai chuyện khác nhau, vì chúng ta thích hắn, có thể làm tất cả vì hắn, nhưng cuối cùng cũng khác với yêu, không khác cốt ghi tâm đến như thế, thật sự không giống nhau sao. Từ chỗ rượu nhất nương trở về, kỳ tiêu vũ suy nghĩ trăm lần đều không tìm ra lời giải đáp, cảm thấy đây như là một loại đại đạo vô cùng huyền bí và sâu sắc, sợ là cả đời này khó mà có thể tìm hiểu được. Nàng đứng trước linh đan đường khi đó, nói chuyện với Lưu Vân nói chuyện vô cùng lâu, sau cùng ép được Lưu Vân nói ra thái độ của mình, nói đồng ý gả cho sở thanh mặc, nhưng bây giờ, nàng phải nghĩ lại, phải tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa nàng với sở thanh mặc, rốt cuộc có phải là tình yêu hay không, lúc đó kỳ tiêu vũ không hiểu, cho rằng Lưu Vân có thể là do xấu hổ mới nói như thế với nàng. Nhưng sau khi tìm hiểu đoàn nữ nhân của phiêu diêu cung, nàng cuối cùng cũng hiểu ra một chút lưu vân lúc đó không phải là xấu hổ mà là lời nói thật lòng sợ rằng chính lưu vân nàng cũng không hiểu rõ tình cảm của nàng ta đối với sở thanh mặc rốt cuộc là một loại tình cảm thân cận sau khi trở thành nữ nhân của hắn hay là kiểu cảm xúc khi nhìn thấy thì tim đập mạnh ước chừng sau khi lưu vân bình tĩnh lại sẽ nghĩ rõ ràng khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy sở thanh mặc kỳ thực không có kiểu cảm xúc như thế tuy kỳ tiêu vụ đã hiểu rõ ràng một số việc nhưng nàng vẫn quyết định bất luận thế nào nàng cũng phải lôi lưu, lưu Vân về đây, nàng rất muốn nhìn thấy một ngày nào đó, đứa con do Sở Thanh mặc và Lưu Vân sinh ra sẽ có huyết thống như thế nào. Nhân tộc, ma tộc, nhân ma tộc, trong con mắt của tinh linh tộc như kỳ tiêu vũ, kỳ thực ma tộc cũng không có gì mà khó tiếp nhận. Về phần thủy, y y, tình cảm của nàng đối với Sở Thanh mặc rõ ràng là tình yêu. ca ca, ta cảm thất rất thất vọng. Kỳ tiêu vũ, dựa vào đầu vai của Sở Thanh mặc lẳng lặng nhìn trời chiều, chuyện này sao tính là thất bại nếu là thất bại thực sự thì đó chính là ta thất bại mới đúng sở thanh mặc cười nói trên mặt không có một chút vẻ thất bại nào bởi vì bị kỳ tiêu vũ can thiệp như thế rất nhiều chuyện rốt cuộc cũng được xác định sở thanh mặc cũng đã biết được tình cảm của các hồng nhan đối với hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều thế giới trong mắt kẻ tu hành có rất nhiều điều bất đồng với người thường trong thế giới của người thường rượu nhất nương thẩm tinh tu yết thích sở thanh mặc có thể vì hắn mà trả giá tất cả nếu không cưới Quả thực chính là sự việc sẽ bị thiên lôi đánh. Nhưng trong mắt người tu hành, việc đó cũng không là gì, nhất là đạt tới cảnh giới như bọn họ bây giờ, tuổi thọ vô cùng dài lâu, thứ như hôn nhân, nhiều khi thật sự không có ý nghĩa, có thể đồng hành cùng với nhau, gả hay không gả có gì khác nhau đâu. Gả, ý nghĩa là đôi bên nhân quả quấn giao, số mệnh đều gắn liền với nhau, đối với người tu hành, chưa chắc đã là điều tốt, không gả, không có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có đường lui, nhưng lại giảm bớt đi rất nhiều việc nhân quả này điều đó đối với người tu hành là điều tốt cho nên so sánh với kỳ tiêu vũ uể oải và phiền muộn sở thanh mặc lại nhìn rất rõ ta nghe nói thế giới người phàm có tam thê tứ thiếp ca ca đúng là đáng thương về sao sợ là chỉ có tam thê thôi còn lại điều tha làm hồng nhan chi thì là bạn bên cạnh còn cũng không muốn trở thành thê thiếp của huynh kỳ tiêu vũ dựa vào sở thanh mặc nhẹ nhàng nói xem ra chúng ta phải phóng tầm mắt nhìn xa một chút suy xét xem nên cướp dâu nhà ai sở thanh mặc kìm không được đào tròn mắt muội lấy đâu ra chấp niệm sâu sắc với chuyện này như thế kỳ tiêu vũ cười cười nói kỳ thật chưa tính là chấp niệm ta chỉ muốn giúp huynh dò tâm tư của các nàng ấy mà thôi chuyện này loại sự tình này huynh lại không tiện mở miệng nếu ta không chủ động sợ rằng có đánh chết bọn họ cũng không chịu lộ ra tình cảm thật của mình điều này đối với người tu hành mà nói trên thực tế là một công cụ rất lớn hiện giờ ý nghĩ của họ đều rõ ràng rồi còn huynh cũng thông thấu rồi, như thế không tốt sao. Sở thanh mặc kéo kỳ tiêu vũ qua đầu vai nói nhẹ. Đời này có muội đã là may mắn lớn nhất của ta. Mấy ngày sau, khi sở thanh mặc trở về phiêu diêu cung, việc đầu tiên, hắn triệu tập toàn bộ mọi người lại, hắn hỏi mọi người một vấn đề. Có muốn trở lên mạnh mẽ hay không? Rồi hắn nhận được vô số ánh mắt, chưa nói người khác, nói ngay long thu thủy đều không nói lời nào nhìn hắn, nhịn không được lẩm bẩm nói. Hỏi thế không phải vô nghĩa à? Đúng vậy, Long Thu Thủy, y cũng ở trong phiêu diêu cung, ngày sở thanh mặc cưỡi thanh long trở lại, y không lộ mặt, dù sao cũng từng là đại nhân trẻ tuổi, trong tầng lớp trẻ của toàn bộ thiên giới, cũng coi như một nhân vật có tiếng. Tuy rằng đã tự biết mình phạm sai lầm, cũng đồng ý hạ thấp sĩ diện thừa nhận, thậm chí có thể cúi mặt ra nhập phiêu diêu cung, nhưng y vẫn có chút không biết làm thế nào để đối mặt với sở thanh mặc. Nhưng trong bữa yến tiệc mừng sở thanh mặc trở lại, sở thanh mặc lại mời Long Thu Thủy một chén rượu, liền đem những ân oán trước đó xóa bỏ, dùng một nụ cười liền xóa đi thù hận tất cả những gì khi tuổi trẻ ngông cuồng bồng bột của thiếu niên cũng đều đã trở thành mây khói đến bây giờ mọi người đã trưởng thành rồi cũng trở nên chín chắn hơn việc trước kia bỗng dưng không quan trọng như vậy nữa trí tuệ và khí độ của sở thanh mặc đều được mọi người nhất trí khen ngợi do đó tới ngày hôm nay khi long thu thủy đối diện với sở thanh mặc cũng thản nhiên hơn rất nhiều sở thanh mặc quá mạnh mẽ y đã sớm bỏ tâm tư muốn phân cao thấp với sở thanh mặc nhưng ý nghĩ muốn bản thân mình trở lên mạnh mẽ thì chưa bao giờ mất đi. Cuối cùng, 20 năm sau, ma tộc cũng sẽ giáng lâm đến thế giới này, đây đều là do sở thanh mặc liều mạng, còn có rất nhiều đệ tử của hị nhất mạch hy sinh mạng của họ để đổi lấy 20 năm này, bọn họ không có đạo lý gì mà không quý trọng. Sở thanh mặc cười nói. Mọi người chắc cũng biết, ta tương đối giàu. Toàn bộ trong thiên đạo viên lập tức chuyển đến một trận lường nguyết. Không có cách nào, lời này nói ra quá là đáng hận rồi, tuy đây là nói thật, nhưng đừng khoe khoang như thế có được không, đây là muốn mất bạn mất đẻ mà, nhưng sở thanh mặc liền nói tiếp. Nhưng dù có liên tục không ngừng dùng cực phẩm thiên tinh thạch, muốn để mọi người trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới đế chủ đỉnh phong bốc vào chuẩn trí tôn lĩnh vực e rằng sẽ rất khó. Bốn phía lập tức rơi vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều khép sợ nhìn sở thanh mặc. Cái quỷ gì? Chuẩn trí tôn, người chắc chắn không phải đang nói đùa. Liền ngay cả Hồng Nguyệt đều cho đôi mày thanh tú lên, trong tim không kìm nổi một hồi giật mình, quả thật, trong những người ở đây hôm nay, tùy tiện một người, đều được xếp vào hạng kinh tài tuyệt diễm, rất ưu tú, thiên phú trác tuyệt, dùng bốn chữ này mô tả mọi người đều không có quá lời. Nhưng vấn đề là, chuẩn trí tôn, đủ vậy thì hơi quá nhỉ. Trong thiên giới, trong hàng trăm triệu người, có thể xuất hiện một đế chủ cũng không tệ rồi, về phần số lượng chuẩn trí tôn thì lại càng nghiếm. Từ ngày sở thanh mặc bước vào thiên giới, cho đến bây giờ, số chuẩn trí tôn gặp phải cũng chỉ nếm được vài người. Nên biết rằng, thiên giới trong đại vực viêm hoàng đã là một thế giới vô cùng cao cấp rồi. Đây là một lục địa treo lơ lửng trong vũ trụ vô tận, lớn đến mức gần như không biên giới. Những vì sao trên bầu trời so với mảnh lục địa này chỉ giống như hại bụi bình thường, dường như nếu bay ra khỏi phiến lục địa thiên giới này, từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên giới đều vắt qua không biết bao nhiêu giải ngân hà, giống như một bức tường thành chắn ngang trong vũ trụ, chặn cả không gian. Sinh linh trên phiến đại lục này đâu chỉ có vạn vạn triệu. Nhiều sinh linh như thế mới chỉ xuất hiện ít chuẩn trí tôn như vậy toàn bộ thiên giới chuẩn trí tôn có thể tin cậy cũng chỉ là số ít. Nhưng vừa rồi Sở Thanh Mặc nói cái gì? Muốn để mọi người đột phá đế chủ đỉnh cao, bước vào lĩnh vực chuẩn trí tôn trong thời gian ngắn e rằng sẽ rất khó. Đây là vấn đề rất khó sao? Đây vốn là một ảo tưởng không thể thực hiện được mới đúng chứ? Gần như tất cả mọi người, trong đó có cả Hồng Nguyệt, đều có ý nghĩ như thế. Chỉ có biên khai vũ, còn có cái thế hống, phong quân tử và hoàng kiếm lan mấy cọng đại sược an tĩnh ngồi ở góc đó thì không có phát ra dao động tinh thần mãnh liệt đến vậy. Biên Khai Vũ cũng không có tạm giữ chức bất luận chức vị nào ở phiêu diêu cung, y tê chối chức vị trưởng lão, nói mình chỉ nguyện làm một người thủ hộ, yên lặng bảo vệ nơi này. Đương nhiên, trên dưới phiêu diêu cung, đều vô cùng tôn trọng y. Biên Khai Vũ mỉm cười nhìn sở thanh mặc, trong lòng của y, đã hiểu được tính toán của sở thanh mặc rồi, nhưng vẫn không khỏi được sinh ra cảm khái vô hạn, lúc này thời gian mới bao nhiêu năm, sở thanh mặc cũng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Ngay cả kẻ như huyết ma lão tổ và tần thương đều có thể chấn áp nếu không phải biết sự tình này cực kỳ chính xác thậm chí y cũng hoàn toàn không thể tin được đây là thật thực xứng đáng là con cưng của mảnh trời đất này không hổ được gọi là vua của thiên giới mấy cọng đại dược gồm cái thế hống và hoàng kiếm lan phong quân tử tự nhiên phóng khoáng cắm rễ ở giữa đất vườn thiên đạo tự tại vô cùng cái thế hống cũng rất ít biến thành hình dáng mãnh thú bởi vì lúc trước đã dọa không ít người rồi so với sự bình tĩnh của biên khai vũ và vài cọng đại dược tất cả mọi người đều khó lòng bình tĩnh nổi đều nhìn sở thanh mặc không rõ hắn muốn làm cái gì. Nhìn ánh mắt vô cùng tò mò của mọi người, sở thanh mặc nói. Nhưng nếu ở trong tình huống tài nguyên dồi dào, mọi người đều có thể đi vào thiên lộ rèn luyện. Như thế, ta nghĩ, 20 năm sau, trong những người chúng ta, số lượng chuẩn trí tôn sẽ xuất hiện rất nhiều. Cái gì? Thiên lộ? Ta không nghe lầm chứ? Thiên lộ 3.000 năm mới mở một lần, ngươi đang đùa bọn ta sao? lập tức mọi người đều nhìn sở thanh mặc với bộ mặt rung động đều tỏ vẻ không hiểu lời sở thanh mặc nói cửa thiên lộ đã sớm đóng lại rồi lúc này nói những người đó còn có ý nghĩa sao tư đồ đồ trợn trắng mắt không kìm nổi nói ta nói này công tử đại nhân của ta cửa thiên lộ sớm cũng đã đóng rồi người coi thiên lộ là huấn thần giới sao trong số những người ở đây ngoài một số người gần như đều hiểu rõ sở thanh mặc cho nên nghe tư đồ đồ nói đều không nhịn được cười rộ lên đúng thế thiên lộ và huyễn thần giới không giống nhau về nguồn gốc giữa huyễn thần giới và sở thanh mặc mặc dù từ trước tới nay sở thanh mặc không công khai nói gì nhưng những người hiểu hắn chân chính tất cả đều rất rõ ràng nhưng thiên lộ đó là một con đường đã tồn tại từ xa xưa từng đã được gọi là con đường thành thần nơi như thế làm sao có thể nói muốn vào liền vào sở thanh mặc cười nói nếu ta nói là có thể đưa mọi người vào thiên lộ mọi người có muốn đi không lời này vừa nói ra long thu thủy lục hồng tuyết và hoàng vô song những người này ánh mắt lập tức sáng lên bọn họ vừa mới đi ra từ thiên lộ chỉ được mấy năm tất cả bọn họ đều thu được rất nhiều cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng trên thiên lộ ví như long thu thủy lúc ấy bị sở thanh mặc ép đến mức độ như thế nếu là tại thiên giới chỉ sợ muốn trở thành đế chủ cũng vô cùng gian khổ nhưng trong thiên lộ đã gặp được cơ duyên không những đột phá cảnh giới đế chủ vẫn còn bước vào lĩnh vực đế chủ cao tầng cho nên nói mấy người bọn họ hiểu rõ lợi ích mà thiên lộ mang lại cho tu sĩ nhiều hơn ai hết đôi mắt đẹp của đồng ảnh dừng trên người sở thanh mặc trong lòng nàng xúc động thật lâu đến phiêu diêu cung nàng cũng do dự mãi cuối cùng mới đưa ra quyết định bởi vì trong mắt nàng sở thanh mặc là một người chân chính đáng được tôn kính sở thanh mặc mất tích người có tâm đều biết hắn đi làm việc gì đó cho nên nàng muốn làm chút chuyện cho sở thanh mặc làm một chút gì đó cho thiên giới lúc đó mới không ổn cuộc đời này không ngờ rằng sở thanh mặc không những trở thành vương giả trở về hơn nữa, lại vẫn mang đến cho họ lợi ích lớn. Nghĩ thầm trong lòng, đồng ảnh không khỏi nhìn thoáng qua Long Thu Thủy trong ánh mắt cũng đang tràn ngập kích động bên kia, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, người tốt sẽ có báo đáp. Chí ít, trước khi bọn họ chọn gia nhập vào phiêu diêu cung, chưa từng nghĩa qua sẽ có lợi ích như thế này. Muốn Đương nhiên là muốn Tại sao lại không muốn, tề bác và đám người mau hãn hải đều kích động không nói được ra lời bọn họ và thiên lộ một lần liền thu được cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng nổi, nếu có thể tiến vào lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí có thể nhiều hơn nữa thì 20 năm sau, bước vào cảnh giới chuẩn trí tôn, nói không chừng, thật sự có hy vọng. Đều là tu sĩ, ai không muốn bước vào đến cảnh giới kia, ai là không muốn trong thời thế loạn lạc, có đầy đủ năng lực đối mặt trực diện với ma giáo, bảo vệ gia viên, bảo vệ người thân là ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người, ngay cả những người xấu trong mắt mọi người. Chỉ cần không xấu tới mức tội ác ngập trời, như vậy loại giới hạn tất cả đều có ý nghĩ như thế muốn đi là được ta đưa mọi người đi sở thanh mặc nói đạt được một lần cơ duyên bị trục xuất ra khỏi thiên lộ ta còn có thể đưa mọi người tiến vào lần hai còn có thể có lần thứ ba lần thứ tư thậm chí có thể nhiều hơn nữa lần này ngay cả trên mặt hồng nguyệt đều lộ ra vẻ động lòng trong tình huống bình thường thiên lộ 3.000 năm mới mở một lần trên đại la kim tiên dưới đế chủ tất cả các tu sĩ có thể tiến vào một lần nhưng nếu sở thanh mà có thể tùy ý đưa tất cả bọn họ vào như vậy nếu tính là nàng cũng có thể tiến vào trong đó lần nữa chí ít trong đó nàng có thể lĩnh ngộ loại đạo hoàn toàn mới xác minh lẫn với đạo của mình ngay cả đời này không có cơ hội đột phá đến cảnh giới trí tôn nhưng chí ít nàng có thể giống như huyết ma lão tổ mở ra một con đường riêng thuộc về mình chính là như thế hồng nguyệt cũng thế tự yên cũng thế các nàng đều muốn tiến vào thiên lộ huống chi những người khác tất cả mọi người Toàn bộ nhìn Sở Thanh Mặc với vẻ mặt nóng bỏng. Sở Thanh Mặc nói: "Các ngươi tiến vào thiên lộ, phải chú tâm đến những thổ dân trên thiên lộ, lúc trước ta với những thổ dân đó không được thoải mái cho lắm." "Yên tâm đi, chúng ta biết phải làm như thế nào. Ừ, nếu có người hỏi đến ngươi, chúng ta liền nói là ngươi là kẻ thù lớn của chúng ta." Sở Thanh Mặc đầu đầy xám xịt, nhìn người đang nói chuyện là Tế Bác và Mao Hãn Hải nói: "Nếu nói như thế có thể cho các ngươi an toàn, thì cứ nói đừng ngại." mọi người cũng đều cười rộ lên. Sau đó, sở thanh mà cũng không chỉ hoãn thời gian nữa, nếu những người này tất cả đều muốn đi thì đi thôi. Trước tiên hắn bày ra trận pháp, trực tiếp phong ấn thiên đạo viên, sau đó để cái thế hống lại, phong quân tử, hoàng kiếm lan cùng với hỏa long, thanh long và bạch sắc lão hổ. Bạch sắc lão hổ cùng với thanh long quả nhiên có mưu mạo, không giống quá khứ nhe răng nhấp miệng như thế nữa, ngược lại trở nên rất dịu dàng, như một con mèo ngoan hiền. Để lại những sinh linh này giữ nhà, còn lại những người đó sở thanh mặc dùng một tia ý niệm liền thu bọn họ vào hỗn độn hồng lô hắn không muốn thế giới của thương cung thần dám lộ ra cho nên đem những người này trước tiên thu vào bên trong hỗn độn hồng lô sau đó đem theo hỗn độn hồng lô trực tiếp xé mở vách không gian tiến vào thiên lộ đối với tu sĩ mà nói lần thứ hai tiến vào thiên lộ trong cuộc đời rõ ràng là một hồi ức là người ta khó có thể tin cho nên trong nháy mắt đó khi đám người kia bước vào thiên lộ mỗi người đều có cảm giác hạnh phúc đến mất đi đối với người lần thứ tiến vào thiên lộ mà nói khắp nơi đều tràn đầy cảm giác mới mẻ nơi này linh khí nồng đậm hơn thiên giới quá nhiều mà trước khi vào đây bọn họ đều cho rằng thiên giới mới là nơi tu luyện tốt nhất tần thi và đồng ngữ cũng còn có chút hiểu biết đối với thiên lộ còn chân thành báo cho những người bên cạnh cần phải cẩn thận thiên lộ không chỉ có cơ duyên còn có vô số nguy hiểm tuy nhiên còn có một nhóm đế chủ bậc cao thậm chí còn có loại tồn tại khủng bố như hùng nguyệt trên thiên lộ tuyệt đại đa số nguy hiểm cũng thật sự rơi xuống trên đầu đám người kia hơn nữa sở thanh mặc còn biết năm đó sau khi hắn rời khỏi thiên lộ la quật liền phân phó với thuộc hạ nếu thật sự nhìn thấy sở thanh mặc hoặc những người có quan hệ với sở thanh mặc toàn bộ trốn được bao xa thì trốn sau khi sở thanh mặc đi vào không đi cùng bọn họ mà mang theo kỳ tiêu vũ trực tiếp đi tới một đoạn sâu nhất của thiên lộ hắn muốn đi tìm la quật giải quyết toàn những ân oán trước kia năm đó sở thanh mặc chẳng khác gì bị la quật đánh ra khỏi thiên lộ mặc dù đối với người khác mà nói sở thanh mặc có thể chạy trốn từ trên tay la quật cũng tính là may mắn kinh người rồi, nhưng đối với Sở Thanh Mặc mà nói, đó lại chính là một việc rất nhục nhã, cho nên Sở Thanh Mặc quyết định đi tìm La Cuột, làm một kết thúc. Sở Thanh Mặc mang theo Kỳ Tiêu Vũ, đi trên mảnh đất rộng lớn quen thuộc mà xa lạ này. Ở đây thật an tĩnh, so với thiên giới mà nói, nơi này kỳ thực thích hợp để ẩn cư hơn, Kỳ Tiêu Vũ nói. Đúng thế, nơi như thế này đích thực là không tệ, hơn nữa cho dù một ngày Kim Ma tộc giáng lâm đến thiên giới, thì ảnh hưởng đến thiên lộ cũng không lớn lắm, trừ phi nhưng ma chủ của ma tộc chú ý đến nơi này. Sở mặc nói, kỳ tiêu vũ gật gật đầu. Xem như một chỗ quy ẩn chân chính, nếu tương lai có một ngày, chúng ta bỏ lại hết tất cả chuyện của thế gian, kỳ thực cũng có thể tìm một nơi như thế này để ẩn cư, khiến ai cũng không tìm được chúng ta. Ha ha, chúng ta đem thế giới của mình xây dựng tốt, không được sao. Sở thanh mặc cười nói. Đúng rồi, ánh mắt của kỳ tiêu vũ sáng người, hiển nhiên rất có hứng thú với chuyện thế này dùng tay chỉ một tầng ngọn núi xinh đẹp phía trước nói ca ca ngọn núi kia thật đẹp chúng ta mang đi đi sở thanh mặc đầu đầy xám xịt nhìn kỳ tiêu vũ ngươi nghiêm túc kỳ tiêu vũ cười híp mắt nói đương nhiên ngọn núi kia rất lớn hơn nữa nhìn cũng rất đẹp ngươi không phải nói chúng ta phải kiến thiết thế giới của mình sao vì sao không thể mang trái núi này đi sở thanh mặc thậm chí có loại cảm giác không sao phản bác được sau đó trong lòng suy nghĩ một chút kỳ tiêu vũ và hắn thật đúng là xứng năm đó ở vùng đất tội ác hắn dọn đi số lượng lớn nước sông u minh sau lại ở một đoạn khác trên thiên lộ thiếu chút nữa là đem cả hồ nước kinh khủng kia mang đi kết quả kỳ tiêu vũ còn càng nhẫn tâm hơn hắn không ngờ ngay cả ngọn núi trên thiên lộ đều không buông tha nhưng không thể không thừa nhận kỳ tiêu vũ thật tinh mắt giữa lòng ngọn núi này có một chữ lượng ngọc thạch lớn sở thanh mặc vận dụng phong thủy thần thông suy diễn một phen phát hiện chẳng những có ngọc thạch hàm lượng nguyên tố ngũ hành trong ngọn núi này cũng tương đương cao. Ánh mắt người không tệ, ngọn núi này tốt lắm. Sở Thanh Mặc nói từ đáy lòng, kết quả, kỳ tiêu vũ cũng chẳng thèm để ý đến lời nịnh nọt của Sở Thanh Mặc, ngửa lại nước hắn. Đừng cho rằng Huynh biết phong thủy thần thông liền rất giỏi, Huynh đừng quên ta cũng là tu sĩ cảnh giới chuẩn trí tôn, vọng khí mà thôi, coi như không tinh thông, nhưng chí ít cũng là có hiểu biết. Kỳ tiêu vũ nói với vẻ mặt thản nhiên. Ta thuộc tinh linh tộc, đối với bí mật của sơn thủy ta còn hiểu rõ hơn huynh sở thanh mặc không nói gì nhìn kỳ tiêu vũ sau đó mặt đen lên không nói lời nào trực tiếp ra tay đem ngọn núi lớn này nhổ tận gốc cái gọi là nhổ tận gốc thực đúng là nhổ tận gốc ngọn núi này thậm chí diện tích còn lớn hơn phần lộ ra khỏi mặt đất rất nhiều lần cứ như thế bị sở thanh mặc cứng sán lấy ra nhấc lên trên không trung sau đó quá to một tiếng thu ngọn núi lớn xinh đẹp này chốc lát liền biến mất trong hư không ngay cả địa mạch vô tận tinh khí bên dưới đều bị sở thanh mặc lấy đi rất nhiều. Kỳ tiêu vũ lập tức vỗ tay khen ngợi. Ca ca thật lợi hại, hai người ngay một chút cảm giác thấy tội lỗi cũng không có liền như thế vừa đi vừa thu, nhìn thấy thuận mắt núi hồ sông nước là trực tiếp thu lấy, thậm chí trực tiếp đưa đi không ít sinh linh trên thiên lộ. Thế cho nên sau khi thổ dân nơi này xuất hiện, đều hận sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ đến tháo xương, rõ ràng là một đôi vợ chồng cường đạo, thật quá đáng. Nhưng đôi vợ chồng này lại không hề tự giác ngộ, giống như một đôi thần tiên quyến lưỡi đi du lịch sông núi một mạch đi thẳng đến tận cùng của thiên lộ nhìn kiến trúc giường cột chạm trổ vô tận phía trước ánh mắt của kỳ tiêu vũ lại phát sáng lên lúc này đây sở thanh mặc thở dài để lại cho la quật ít đồ đi không thì y sẽ tức chết đấy khi sở thanh mặc trực tiếp buông ra khí thế toàn thân hơi thở của cảnh giới chuẩn trí tôn lập tức lay động cả phiến hư không la quật ra đây đánh một trận nào sở thanh mặc quát lớn mỗng từ dãy cung điện nguy nga kia trực tiếp bay ra một thân ảnh phi lên cao hét lớn một tiếng sở thanh mặc là ngươi không ngờ ngươi đã trở lại ha ha la quật đạo hữu ngày xưa từ biệt nhoáng một cái đã vài năm đạo hạnh của người có tăng tiến trước nào không sở thanh mặc cười tùng tìm nhìn la quật la quật thì nhìn sở thanh mặc với ánh mắt khiếp sợ mới có năm sáu năm thời gian tiểu tử này làm sao mà đã tiến bộ đến trình độ như thế chứ Hừ. Tuy rằng la quật khiếp sợ tu vi của sở thanh mặc, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao vẫn còn tồn tại, cười lạnh nhìn sở thanh mặc. Thế nào, trận chiến năm đó, không đập ngươi, hiện tại lại muốn tìm đến để ta dạy dỗ sao? La quật nói xong vẫn cẩn thận một chút nhìn kỳ tiêu vũ bên cạnh sở thanh mặc, cô gái áo đen này, hắn lại có cảm giác nhìn không thấu, cũng giống như cảm giác khi nhìn sở thanh mặc, gần như không sại biệt lắm. Trong lòng la quật hơi hơi dùng mình, y biết rằng, hôm nay phiền toái không nghĩ tới chính là kỳ tư vũ thản nhiên nhìn y một cái chuyện này là ân oán của phu quân ta và ngươi ta không tham dự ngươi không cần sợ la quật trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi tuy nhiên nghĩ lại lại cảm thấy rất phẫn nộ đó là cảm giác bị người coi rẻ đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với y như vậy rất khó chịu ta sẽ sợ các ngươi la quật cười lạnh nói lúc này lại có rất nhiều bóng người theo bên kia bay ra ngoài nhìn thấy sở thanh mặc tất cả đều trợn tròn mắt cái cảm giác phong tư vô địch của người thanh niên này năm đó vẫn còn lưu ở trong tim bọn họ vài năm không gặp không ngờ đã đột phá lên cảnh giới chuẩn trí tôn quả thật rất khó có thể tin được sở thanh mặc nắm chặt bàn tay trần nhìn la quật ít nói nhảm đến đánh thôi thân hình của la quật mạnh mẽ hướng tới sở thanh mặc mà lao đến đạo của y cũng là con đường mạnh mẽ đối với chiến đấu y cũng khát vọng như vậy ầm uhm. hai người tung ra một đòn mãnh liệt không có thử hay thăm dò càng không có nương tay, một cú liền dốc hết toàn lực. Đấy cũng là quan niệm của hai người. Thân hình của La Quật, ầm ầm lui về sau rất nhiều bước. Sở thanh mặc lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mảnh mai. Qua một đòn, lực chiến của hai bên đã phân biệt cao thấp rõ ràng. Trong mắt của La Quật mang theo khiếp sợ vô tận và không thể tin nổi, phía dưới đám kia thủ hạ của La Quật tức thì bị rung động đến gần như mất đi năng lực tư duy. Này quá kinh khủng! Người thanh niên kia, năm đó khi rời khỏi thiên lộ hình như ngay cả đế chủ cũng không phải lúc này mới vài năm công phu, hắn chẳng những bước vào tới chuẩn trí tôn hàng ngũ, còn có thể một quyền đẩy lui một người tiến vào cảnh giới chuẩn trí tôn nhiều năm như la quật đại nhân, điều này sao có thể? Lại đến, la quật xít gào một tiếng, một thân mênh mông lực lượng, mãnh liệt mà ra, che lẻ thiên địa, hướng tới sở thanh mặc, trực tiếp nhào về phía trước. Lúc này đây, y đánh ra một trường, lanh lành càn khôn, trực tiếp bị một trường này của y đập vỡ, cả mảnh hư không đều đang chấn động, nhìn qua như là một mặt gương bị phá thành mảnh nhỏ la quật triển khai chân hỏa đường đường thiên lộ vương không ngờ lại bị một kẻ thua trận ngày xưa đánh đuổi này quá mất mặt cũng quá tổn thương dị khí rồi sở thanh mặc nhìn thoáng qua đưa tay chính là một quyền đây không phải thiên quyền mà công pháp hoàn toàn mới mà hắn lĩnh ngộ ra khi che củi này chính là con đường của bản thân hắn âm âm cả vùng trời cao trực tiếp bị đánh đến ảm đạm sức mạnh hai bên để tuôn ra giống như sóng lớn thậm chí ngay cả không trung đều ho àn to àn bị đánh nát sở thanh mạc hướng lui về phía sau mấy bước la quật lại lần nữa lui về phía sau hơn trăm bước không thể nào la quật giống giận gầm thét lại một lần nữa nhằm phía sở thanh mạc thanh niên năm đó miễn cưỡng chạy trốn khỏi tay y chỉ qua vài năm ngắn ngủi làm sao có thể tu luyện đến loại trình độ này đạo hạnh cuối cùng vẫn cần có thời gian tích lũy hắn ở đâu ra đạo hạnh sâu như vậy hai người càng ngày càng hướng lên cao bởi vì song phương đều đang không chế không để lực lượng này hướng xuống dưới nếu không đừng nói đến quần thể kiến trúc cổ xưa kia ngay cả cấp bậc đế chủ cao cấp cũng đừng có và nghĩ sẽ không sao kỳ tiêu vũ trước sau đều có vẻ mặt thoải mái nhìn ánh mắt của nàng trước sau nhìn theo sở thanh mặc trong ánh mắt lộ vẻ si mê và không muốn xa rời la quật triển khai chân hỏa đem toàn bộ bản lĩnh đều thi triển ra lăn lộn xây dịch trong hư không đến cuối cùng ngay cả vũ khí y cũng đem ra dùng mỗi kích phát ra đều có lực lượng bộc phát dễ dàng đánh nát được một ngôi sao nhưng tất cả đều bị Sở Thanh Mặc dễ dàng hóa giải. "La Quật, ngươi chỉ có chút bản lãnh như vậy thôi sao?" Sở Thanh Mặc còn đang gây hấn. "Oát con, đừng vội càn rỡ, để ngươi kiến thức một chút uy lực đích thực của Thiên Lộ Chí Vương ta." La Quật nói xong, thân hình chợt lóe, giữa trời đất bỗng xuất hiện một pháp tướng vô cùng lớn, pháp tướng này đầu đội trời chân đạp đất gần như đem phiến thiên địa này mở ra, sau đó, bàn tay to kia che khuất bầu trời, hùng hăng tê u g một trường hướng tới sở thanh mặc hòng trấn áp đây là đạo của la quật là đạo của chính y trấn áp la quật gầm lên một tiếng sở thanh mặc ha hả cười thật là khéo ta vừa mới được người ta gọi là thiên giới tri phương nói xong sở thanh mặc cũng hóa thành một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đứng ở nơi đó hung hăng một quyền hướng tới la quật pháp thân trực tiếp đánh qua đầu tiên là dập nát bàn tay to che khuất bầu trời của la quật kia sau đó một quyền này hung hăng đập lên pháp thân tuyệt đại khôn cùng. Âm, um, là quật khạc ra máu, bay ngược, bị ném về phía phương xa. Thiên, thiên giới chi vương sao. Ánh mắt la quật không chỉ mang theo vẻ khó tin và kinh hãi tột độ, mà còn mang theo một tên mệt mỏi, y gắng gượng ổn định lại thân hình của bản thân trong hư không, sau đó buồn bã cười khổ. Không hổ là thiên giới chi vương, vương giả trẻ tuổi, quả nhiên lợi hại, ta thua rồi, sở thanh mặc, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Sở thanh mặc cười cười. Giữa ta và ngươi không có thủ sâu oán nặng, ta giết ngươi làm gì? La quật ngẩng đầu nhìn sở thanh mặc, một lúc lâu sau, cuối cùng thở ra ớt. Đúng là che giả măng mọc, quả nhiên ta giả thật rồi. Nói xong câu đó, trong nháy mắt trên người la quật xuất hiện một hơi thở yếu ớt, tinh khí của y cũng trở nên suy yếu hơn nhiều. Đây là kết quả của một tu sĩ sau khi bị trấn áp toàn diện. Những tên thuộc hạ phía dưới la quật kẻ nào kẻ nấy đều xót xa đứng nhìn, thậm chí có kẻ không kìm được rơi lệ. Đây chính là sự thay đổi luân phiên của thời đại, luôn luôn có nhân tài mới phải đứng ra thay thế người cũ và thay thế vị trí của y. Thiên lộ vương ở trước mặt thiên giới chi vương quả nhiên là không có bất kỳ cơ hội nào. Sở thanh mặc nhìn la quật, nói. Sao vậy? Đường đường là thiên lộ vương, lại bỏ cuộc như vậy sao? La quật trầm giọng nói. Muốn giết thì cứ giết chứ đừng có làm nhục ta, chẳng lẽ sở công tử muốn ép la quật từ sát sao? Sở thanh mặc lắc đầu. Ta đâu có nghĩ như vậy, la quật, người cũng nguyện ý đi theo ta hay không? lời này vừa nói ra, đám thủ hạ phía dưới của la Quật tất cả đều trợn tròn mắt, cả đám gần như hóa đá, sắp mất đi năng lực suy nghĩ, trong lòng tự nhủ, cái tên sở thanh mặc này không phải là điên rồi chứ? không ngờ hắn lại muốn thiên lộ vương đi theo hắn, nói đùa cái gì vậy? cho dù hắn thật sự là thiên giới tri vương, vậy chẳng qua hắn cũng chỉ là một trận trí tôn, hắn có tài đức gì khiến cho một tu sĩ cùng cảnh giới đi theo hắn? kỳ tiêu vũ cũng hơi ngẩn ra, sau đó không biết cô suy nghĩ cái gì, không kìm được gác đầu nhẹ giọng thở dài. Phu quân thật sự là đang chuẩn bị cho việc 20 năm sau ma tộc giáng lâm. Đổi lại với tính cách lúc trước của sở thanh mặc tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Sở thanh mặc hiện giờ khẩn cầu cao thủ, dường như đã tới mức cố chấp rồi. Phàm là gặp được cao thủ, hoặc là tu sĩ có cơ hội trở thành cao thủ, hắn đều muốn giữ lại bên người theo bản năng, không phải là vì thể hiện uy phong của thiên giới chi vương. Đơn thuần là nghĩ tới việc 20 năm sau, khi ma tộc giáng lâm, có thể nắm chắc phần thắng nhiều hơn một chút. Nhưng như vậy, hắn sẽ rất mệt mỏi, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được dụng tâm khổ sở của hắn. Kỳ tiêu vũ xót ra nhìn sở thanh mặc, lại không có cách nào nói ra. La quật cũng ngẩn ra, y ngơ ngác nhìn sở thanh mặc. Ngươi điên rồi sao? Sở thanh mặc lắc đầu, đột nhiên nói. Nếu ta mang theo ngươi rời khỏi thiên lộ, ngươi có nguyện ý đi theo ta 30 năm không? La quật nhìn sở thanh mặc, cau mày. Có lời gì muốn nói, ngươi đừng ngại nói thẳng đám thủ hạ của la quật vốn tưởng rằng thiên lộ vương nhất định sẽ lớn tiếng quát mắng cự tuyệt sở thanh mặc nhưng lại không thể ngờ rằng thoạt nhìn la quật rõ ràng có phần do dự rồi điều này khiến tất cả bọn họ cảm thấy khó có thể tin được chẳng lẽ sức hấp dẫn của việc rời khỏi thiên lộ thật sự lớn như vậy sao thậm chí có thể không cần đến cả tôn nghiêm hay sao đừng đừng là thiên lộ vương lại đi làm tùy tùng cho một thanh niên ư sở thanh mặc vung tay lên hình thành một đường kết giới có một số việc hắn không hy vọng hiện tại có quá nhiều người biết hai mươi năm sau ma tộc nhất định sẽ giáng lâm tới viêm hoàng đại vực sở thanh mặc nhìn la quật ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tại sao ta phải giúp ngươi cho dù ma tộc giáng lâm tới viêm hoàng đại vực bọn họ cũng không đánh tới thiên lộ của ta la quật hờ hững nhìn sở thanh mặc ma chủ cũng không đánh tới sao đối với chí tôn mà nói thiên lộ này bọn chúng muốn đến thì đến muốn đi thì đi sở thanh mặc thản nhiên nói cho dù trong thời gian ngắn Ma tộc sẽ vì chấn áp thiên giới mà tạm thời bỏ qua nơi này, nhưng với lâu dài, bọn chúng thật sự sẽ làm như không thấy mà bỏ qua một nơi tu luyện tuyệt hảo thế này sao? Vậy thì sao? Chúng ta mấy đời sinh sống ở đây, không tranh quyền thế. La của Thản nhiên nói: Chúng ta cũng sẽ không ra khỏi thiên lộ, cho dù ma tộc tới thì nhất định phải gây sự với chúng ta sao? Sở Thanh mà cười lắc đầu. Thiên giới cũng chẳng có ai gây sự với ma tộc, nhưng ma tộc vẫn không bỏ qua thiên giới hơn nữa, la quật đạo hữu, nếu ta nhớ không lầm, cái gọi là thổ dân của thiên lộ các người thật ra đều là con cháu của viêm hoàng đại vực, các người đều là con cháu của viêm hoàng. Lẽ nào thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn ma tộc phá hủy hoàn toàn viêm hoàng đại vực mà vẫn không chút động làm sao? La quật vẻ mặt lạnh lùng nói. Bớt lấy những đại nghĩa dân tộc ra dọa ta đi, những người như chúng ta hiện giờ chính là thổ dân thiên lộ chân chính, không có quan hệ gì với viêm hoàng đại vực, sở thanh mạc thờ dài. Nếu đã như vậy, thì thôi bỏ đi, là của đạo hữu, coi như ta chưa nói những lời này, nhưng có một việc, ta nhất định phải nói với đạo hữu, đó chính là, từ nay về sau, tu sĩ thiên giới tiến vào thiên lộ sẽ ngày càng nhiều, ngay cả phi thăng kỳ tu vi bọn họ còn chưa luyện tới, ta cần con đường này để nhanh chóng nâng cao chiến lược của bọn họ, chuyện này, ngươi không có ý kiến chứ, cho dù cô cũng đẻ nén trước đã, thời gian 20 năm hao tổn vô tận linh khí của thiên lộ, có lẽ, 20 năm về sau, kẻ tới đây chính là ma tộc. Ngươi, là Quật bị lời nói của Sở Thanh Mặc làm cho sắc mặt tái mét, trong lòng thầm nhủ cái gì gọi là có ý kiến cũng phải đè nén, cái gì gọi là thời gian 20 năm hao tổn vô tận nguyên khí của Thiên Lộ, nếu như ngươi không ngừng dẫn người tiến vào Thiên Lộ, chỉ sợ không tới 10 năm, cả con đường của Thiên Lộ đều hoàn toàn khô kiệt rồi. Đạo hữu phải hiểu rằng, ta chỉ là báo cho ngươi biết, chứ không phải là thương lượng với ngươi." Sở Thanh Mặc nghiêm túc nói. Kỳ thực, cho dù nguyên khí của Thiên Lộ hoàn toàn khô kiệt, cũng chẳng liên quan nhiều tới ta, cái ta cần là những tu sĩ của thiên giới có thể đạt được sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian 20 năm ở đây, để tránh mai sau có một ngày, ma tộc giáng lâm, đến cả một chút sức đánh trả bọn họ cũng không có." La Quật tức giận nhìn Sở Thanh Mặc. "Ngươi làm như vậy, có ích lợi gì cho ngươi? Sở Thanh Mặc, với thực lực của ngươi hiện giờ, ngươi hoàn toàn có thể đem theo thân nhân bằng lũ cao chạy xa bay, không cần phải tranh đấu trực diện với ma tộc, ta tin rằng không có kẻ nào của ma tộc dám chủ động tìm ngươi kiếm chuyện." Sở Thanh Mặc nhìn La Quật, có những đạo lý mà ngươi không hiểu được đâu cho dù ngươi tu vi cái thế nhìn thấu tạo hóa ngươi cũng không hiểu ta là người có gia đình gia đình của ta gọi là viêm hoàng đại vực sở thanh mặc nói xong nhìn thoáng qua kỳ tiêu vũ ở phía dưới sau đó nói chúng ta đi thôi lúc này kỳ tiêu vũ có chút lưu luyến nhìn thoáng qua những tòa cung điện cổ xưa kia của la quật sở thanh mặc chợt hiểu ra liếc mắt nhìn la quật như đang có điều suy nghĩ đạo hữu tòa cung điện này của ngươi không tệ phu nhân ta rất thích, ta lấy đi đây, ngươi sai người xây dựng lại một cái là được. Sở thanh mặc nói xong, trực tiếp ra tay, một cánh tay lớn từ trên trời thò ra hướng về phía tòa cung điện, trực tiếp quắp đi, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ mở ra, trực tiếp nhấc lên cả một vùng đất lớn, tại chỗ đó có vô số người hoảng hốt lo sợ bay ra bốn phía. là quật giận đến mức liên tục cầm lên. Sở thanh mặc, ngươi khi người quá đáng rồi. Chỉ là một tòa cung điện thôi mà, sao ngươi nhỏ mọn vậy chứ? chẳng lẽ tính mạng của ngươi còn không bằng một tòa cung điện hay sao? Sở thanh mặc bĩu môi nói. Coi như ngươi tặng ta và phu nhân quà mừng tân hôn đi. Kỳ tiêu vũ cười tươi như hoa, liên tục gật đầu. La quật giận sôi máu, suýt chút nữa y bị làm cho tức chết rồi. Trong lòng tự nhủ sao ta phải chúc mừng tân hôn của ngươi, sao cả hai người các ngươi đều có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Mặc dù sắp bị làm cho tức chết, nhưng la quật lại không hề ra tay ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là một tòa cung điện mà thôi, tuy rằng đau lòng nhưng cũng không phải không thể đem tặng vấn đề mấu chốt là việc này quá ớt ức rồi đường đường là thiên lộ vương ngay cả chỗ ở của mình cũng bị người khác cướp đi nếu chuyện này truyền ra ngoài về sau làm sao hắn còn nhìn mặt người khác được nữa nhìn vẻ mặt vừa bi thương vừa oán giận của đám thủ hạ la của thờ dài một tiếng hỏi các ngươi có muốn tới thiên giới không có muốn chiến đấu với ma tộc không đám người kia nhất thời ngưng ngần sau đó một kẻ trong đó nói vương thượng Chúng tiểu nhân không sợ chiến đấu với ma tộc, cũng không sợ chết trận, một kẻ khác nói. Vương thượng, chúng tiểu nhân muốn tới thiên giới, có kẻ tháp giọng lầm bầm nói. Kỳ thực sở công tử nói không sai, chúng ta đều là con cháu chân chính của viêm hoàng, chỉ có điều đã rời quê nhà quá lâu rồi. Nếu có thể trở về, ai mà không muốn chứ? Cuối cùng la quật thở dài một tiếng, sau đó nhìn sở thanh mặc. Cuối cùng ta muốn mắng ngươi một câu tiểu tử thối, ta đánh không lại ngươi không phải đối thủ của ngươi nói không lại ngươi ngươi miệng lưỡi bén nhọn như vậy ngay cả chỗ ở cũng bị ngươi cướp đi xem ra cũng chỉ đành rời khỏi con đường này của ngươi thôi thôi được la quật ta nguyện ý đi theo ngươi không phải là ba mươi năm mà là cả đời hừ sở thanh mặc nhớn mày có chút bất ngờ la quật nói cuộc đời ta cúi đầu một lần cho dù sau này có thể ngẩng đầu lên trung quy cũng là đã từng cúi đầu khuất phục rồi ta làm tùy tùng của ngươi ba mươi năm với làm tùy tùng trong ngươi cả đời có gì khác biệt chứ? Nói không chừng, không cần tới 30 năm, ta cũng đã chết trận rồi. Sở thanh mà có phần cảm động, nghiêm túc nói với La Quật. Đạo hữu có thể đưa ra lựa chọn như vậy, là may mắn của thiên giới, cũng là may mắn của cả viêm hoàng đại vực. Đạo hữu yên tâm, ta quyết không để ngươi làm tùy tùng một cách vô ích. Tâm nguyện lớn nhất của ngươi không phải là thành đạo sao, nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau thành đạo. Trong giây lát đôi mắt của La Quật lóe ra thần quang, tinh khí thần toàn bộ cơ thể trong nháy mắt lại tăng lên lời này của sở thanh mặc giữa lời người khác nói và lời hắn nói khác biệt quá lớn nếu là người khác nói la quật chắc chắn sẽ cười nhạt nhưng nếu là sở thanh mặc nói la quật thật sự cảm thấy khá đáng tin không cần phải bàn trong thời gian vài năm ngắn ngủi sở thanh mặc có thể từ đỉnh chân tiên một mạch hướng tới cảnh giới chuẩn trí tôn khiến người ta hoàn toàn không thể tin được thậm chí không thể lý giải được số mệnh của loại người này nói không chừng thật sự có cơ hội có thể phá vỡ phong ấn thiên địa được nghe lời công tử vị trí kẻ tùy tùng này ta làm la quật là một kẻ ham mê võ nghệ một lòng tu đạo cho dù là đối nhân xử thế hay giải quyết việc gì cũng đều vô cùng gọn gàng linh hoạt ngay sau đó y liền hành đại lễ với sở thanh mặc trở thành kẻ tùy tùng của hắn kẻ tùy tùng cấp bậc chuẩn trí tôn một kỷ nguyên trước có lẽ không là gì nhưng hiện giờ loại chuyện như thế này quả thực có thể khiến toàn bộ thế giới kinh sợ kỳ tiêu vũ si ngốc nhìn sở thanh mặc khóe miệng khẽ nhếch lên kka nhà ta là ưu tú nhất thời gian thấm thoát trước mắt năm năm đã trôi qua năm năm nay thiên giới đã mất đi sự yên bình và phồn vinh hiện giờ phiêu diêu cung cũng đã trở thành môn phái mạnh nhất trong toàn bộ giới tu hành sự hiện hữu của phiêu diêu cung đã hoàn toàn thay đổi bố cục trước đây của giới tu hành trước đây tổ chức thế lực của giới tu hành về cơ bản chia thành hai loại một loại là môn phái một loại khác là gia tộc tuy rằng số lượng của tán tu là nhiều nhất nhưng bọn họ lại là nhóm người phân tán rời rạp nhất cũng không có sức mạnh nhất tán tu quả thật rất khổ cực bất kể là ở linh giới tiên giới hay thiên giới đều như vậy bọn họ không có chỗ dựa lại thiếu nguồn tài nguyên đối mặt với sự chèn ép của những gia tộc vào môn phái kia gần như cuộc sống của tất cả các tán tu đều trôi qua vô cùng cay đắng rất ít tán tu có điều kiện bộc lộ hết tài năng đứng trên đỉnh cao của giới tu hành nhưng bố cục này đã bị sở thanh mặc kiên quyết phá vỡ hắn không những khiến cho tán tu trong giới tu hành có thêm một hy vọng thậm chí còn gần như giải tán tất cả các gia tộc và môn phái của thiên giới nhưng lần này, những gia tộc và môn phái kia không chỉ không có ý định kháng cự, ngược lại còn liều mạng muốn dựa vào sở thanh mặc. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên lộ đã từng có ngưỡng cửa cực cao, 3.000 năm mới có thể đi vào một lần, hơn nữa, bên trong nguy hiểm trùng trùng bốn phía, cho dù có thể vào đến bên trong thiên lộ, nhưng có thể thành công ra khỏi thiên lộ, cũng phải là kẻ manh mắn hiếm có, hiện tại không giống với lúc trước nữa. Bây giờ không những tất cả mọi người đều có thể vào thiên lộ tu hành, hơn nữa, mỗi một khu vực của thiên lộ đều có rất nhiều cao thủ cảnh giới đế chủ canh giữ